tự biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lắm vui, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biên tươi tâm, hạt lành không mong tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bạch bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quanh trong lòng buồn dần, xem thường bao vần trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sau khổ miệt mài. Giờ đây trầm sóng bao điền, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thân quý ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thân văn duyên giảng thân hiền, chỉ thành cầu xin sám hối làm lỗi triền miên. Xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dập tắt não phiền, xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tín chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vốn trong hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tâm nhìn tâm hiểu thật sâu, thấy đường tự tan cả pháp, thoát ngoài sân từ trần lao. Nguyện hồng nói lời ai ngừ, thương yêu chăm sông sớm chiều, đem nguồn vui đời mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong khóa tu của đạo tràng chùa Vô Ưu, một ngôi chùa mà ai đến đây cũng vơi được những phiền muộn, để đúng với lại ý nghĩa của hai chữ Vô Ưu. Xin chúc tất cả quý vị có một ngày an lạc. Trước hết thì cho chúng con xin được gửi lời tri ân đến ni sư trụ trì cũng như các vị ở trong hội chúng đã phân ưu với lại chúng con. Ni sư cũng dù hay tin muộn cũng đi ra việc chuyên tu để thắp nhang và chia buồn với chúng con. Chúng con nghĩ cái đạo tình này rất là lớn. Thật sự ở trong cái cuộc sống chúng ta cần đối xử với nhau bằng những cái tình người như thế. Nếu chúng ta không cư xử bằng cái tình người thì cuộc sống này nó tẻ nhạt lắm. Vì trong cuộc đời chúng ta sẽ dễ dàng gặp nhau, nhưng mà gặp trong ân tình thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là gặp ở trong những cái phiền muộn. Mỗi một con người chúng ta đều có một hướng đi cho cái cuộc sống của mình. Nhưng tất cả thầy trò mình có nhân duyên ở trong Phật Pháp, thì trong muôn ngàn những con đường để dẫn tới bình an nhất định
chúng ta phải mở ra một con đường tâm linh. Không có cái hướng đi tâm linh trong cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ không xử lý được những phiền não. Phiền não thì vô biên, dù chúng ta phát nguyện là sẽ đoạn tận phiền não, nhưng có những thứ phiền não rất bình thường mà không thể nào chúng ta dứt ra được. Thầy nghĩ rằng các vị có kinh nghiệm nhiều hơn thầy trong vấn đề mà tiếp xúc với phiền não, đau khổ bởi phiền não, và có những thứ phiền não rất nhỏ nhưng chúng ta thoát không được. Nếu như thiếu đi cái con đường tâm linh thì phiền não trong cuộc sống này của bản thân chúng ta sẽ không có cơ hội để hóa giải. Chúng ta biết cách sống một đời sống tâm linh dựa theo tinh thần của kinh điển mà Đức Phật đã dạy. Đây là một cái phước duyên lớn cho mình. Có nhiều Phật tử thì không có hiểu ra được cái điều này, cũng tìm hiểu giáo lý Đức Phật, rồi cũng đi chùa, nhưng mà dường như chúng ta bỏ ngỏ vấn đề tâm linh. Chỉ đi là đi cho lòng của mình cảm thấy bớt đi những căng thẳng, chứ hoàn toàn chúng ta không có cái ý niệm đi chùa học giáo lý để chuyển hóa phiền não của mình. Cho nên nhất định là chúng ta phải học tập cách hóa giải phiền não, để cho chúng ta có thể tìm được sự bình lặng trong đời sống hàng ngày của mình. Ai cũng bươn chải với cuộc sống, vì kế sinh nhai, mà có khi chúng ta phải lang bạt đây đó. Vì mưu sinh, có khi chúng ta phải làm những việc mà mình không thích làm. Và vì cơm áo, mà có khi chúng ta phải chấp nhận những thứ tủi hờn, đau khổ của kiếp người. Và trong tất cả những thứ khó khăn, những đau khổ mình phải gánh chịu trong cuộc sống của mình, quý vị thấy đó, mình rất cố gắng nhưng dường như mình bất lực. Cho nên hôm nay thầy muốn gợi ý đến tất cả các vị một ý niệm để chúng ta có thể xây dựng được một cái đời sống bình yên cho mình. Tại sao mà mình rong ruổi bao nhiêu chỗ này, bao nhiêu con đường, rồi cuối cùng chúng ta cũng muốn quay trở về với ngôi nhà của mình? Tại vì khi mình trở về với ngôi nhà của mình có cảm giác giống như là mình toàn quyền, và mình tự do, và mình thoải mái mà không dè dặt bởi bất kỳ một điều gì. Ngôi nhà đó chúng ta cần phải xây dựng trên tinh thần giáo lý của Đạo Phật. Để một ngôi nhà bằng hiện hữu vật chất có tồn tại hay không tồn tại, điều đó nó không quan trọng bằng ngôi nhà đích thực trong tâm linh của đời sống người Phật tử tại gia. Vâng, thầy xin phép được trình bày với tất cả đại chúng trong đạo tràng chùa Vô U hôm nay qua chủ đề căn nhà của tôi. Mỗi chúng ta đang cố gắng tìm cho mình một hướng đi đúng. Ai cũng cho rằng là quan niệm của mình là nó không sai, và mình hy vọng rằng cái quyết định của mình, chọn lựa của mình đúng để mình xây dựng một ngôi nhà đích thực. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng mình là một người Phật tử, thì ngôi nhà của mình đang ở phải là một ngôi nhà
được xây dựng trên nền tảng của giác ngộ. Tức là phải hiểu biết đúng đắn, chứ còn biết không, hiểu không theo tập quán, theo giáo dục hay là theo những cái truyền thống, coi chừng những cái hiểu biết đó đem tới khổ đau cho mình. Có nhiều cái tập quán nó lạ lắm nha quý vị. Thí dụ như chôn thì không chôn luôn, chôn tạm. Người chết á, chôn tạm rồi trói tay trói chân lại, chôn tạm 2-3 năm sau bóc cốt lên, róc lóc thịt ra hết rồi là lấy xương sắp lại, cải táng lại. Tập quán đó ngay miền Bắc nước Việt Nam mình chứ khỏi nói đâu xa, bây giờ vẫn còn. Tại sao là phải mà làm tới làm lui? Quý vị thấy tập quán của miền Nam mình lại khác. Động tới mồ mả là mình cảm thấy nó xót xa trong lòng sao? Giống như người sống có cái nhà, người chết thì có cái mồ. Cho nên là khi mà mình chết á, mình cũng cầu mong cho người đó được mồ yên mã đẹp. Tức là yên ổn, không có động chạm gì, không có ai dẫm đạp, không có ai cài xới, không có phải cái chỗ đi qua đi lại. Mã đẹp tức là trong cái khả năng của mình chăm sóc. Sống có cái nhà, thác có cái mồ, đằng này mới chôn có mấy năm đó rồi đào lên, móc ra, đầu lóc hết thịt, lấy tay tuốt hết thịt. Thầy có coi một cái clip đó, thầy coi thầy thấy đau lòng quá đi. Mà chết đó là cột tay cột chân lại, trói hai cái tay lại. Rồi thấy nó đau lòng quá, sống thì muốn tự do mà chết cái bị trói. Mình cứ nghĩ cái người chết đó, họ vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh mình. Mình có đối xử tệ không? Đâu có, mà đâu có dám làm gì đâu. Cho nên có những quan điểm, có những tập quán, nó chưa chắc là đem tới an lạc cho mình. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải xây dựng cái ngôi nhà của mình, trong cái cuộc sống của mình, trên nền tảng giác ngộ của Đạo Phật, thì chúng ta mới bình yên. Và chúng ta quan trọng hơn hết, đó là làm sao để dựng được ngôi nhà mới thật đẹp ở trong ta. Chứ không phải ngôi nhà này, ngôi nhà ở ngoài này có mái che, có mấy tầng lầu, có mấy căn phòng, có máy lạnh, nước nóng đồ, có hai tầng hầm, rồi có đủ tiện dụng. Không phải, mà phải là một ngôi nhà ở trong tâm của chúng ta. Ngôi nhà đó nhất định phải được thiết kế bằng chánh niệm. Quý vị nhớ ha, trong Tứ Diệu Đế thì Bát Chánh Đạo là 8 con đường Đức Phật vạch ra cho chúng ta noi theo đó để thực tập đi tới chỗ giác ngộ. Và trong 8 con đường đó, chánh niệm là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể lọc đi những cái khí độc của phiền não hằng ngày nó đang xâm chiếm tâm hồn mình. Cho nên chánh niệm được gọi là trái tim của cuộc sống. Thì từ đó chúng ta mới có thể trở về mái ấm đích thực của mình ở trong từng phút giây hiện tại. Mình thì cứ lao ra ngoài đường làm việc từ sáng sớm tới chiều tối mới về, và chúng ta mong để chạy về nhà mình. Quý vị thấy có nhiều người dắt xe ra đường là không có cơ hội để quay về. Chỉ có một cách duy nhất thôi, chúng ta làm sao để có thể lúc nào cũng ở trong căn nhà của mình, từng phút từng giây một. Ngay bây giờ chúng ta ở đây, không có đi đâu hết. Đó là một yếu tố quan trọng để chúng ta có thể an trú trong hiện tại. Chứ còn bây giờ đi làm, đi kiếm tiền thì chúng ta phải đi rồi, sáng sớm phải dẫn xe ra đi rồi đó, rồi chiều chưa kịp về bạn bè rủ rê rồi, nhất là mấy em thanh niên trẻ nè, nó chiều bạn con cũng rủ phải không con đó, con có đi không, nó cũng giỏi hưởng ứng nhiệt tình phải không con. Con đi nhiều khi con về là khác đó. Chắc chắn là nó khác rồi, nó có mùi khác, mà có những mùi mà coi chừng đó, người thân của mình phải nổi điên lên vì những cái mùi lạ đó. Thì bây giờ mình chỉ có một cách duy nhất thôi, làm sao để mình không có rời cái căn nhà này, dù mình đi làm, dù mình đi công tác, dù mình xa cái nhà này, thì cách đó mới được gọi là tạo dựng mái ấm trong cái cuộc sống của mình, trong cái đời sống tâm linh của mình. Và người Phật tử phải thực tập cho bằng được, nếu không quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
vì đó là ngôi nhà của mình mà, chứ đâu phải ngôi nhà của ai. Nhưng mà quý vị thử suy nghĩ lại thêm, ngôi nhà của mình là ngôi nhà gì? Ngôi nhà của những người thân yêu của mình ở, và trong đó có tình yêu thương của mình, có lòng hỷ xả của mình, có sự hy sinh, có bao dung của mình. Cho nên người chồng gọi vợ là gì? Là nhà tôi. Phải không? Phải không bác? Thí dụ như bạn bè tới thăm bác, hỏi, ủa bà xã anh đi đâu rồi? Bác trả lời, nhà tôi bận đi chợ, lát về. Trời, nghe nó dễ thương, dễ sợ. Đó, giống như bạn bè đi thăm mấy cô, tới hỏi, ủa sao căn nhà này đẹp quá? Không giấu gì chị, nhà tôi thiết kế đó. Trời, mình nghe nó dễ thương quá, phải không? Cái tiếng nhà tôi nó trở thành cái gì đó rất là thân thiết, không có tách rời được trong cái cuộc sống của mình. Đó. Chồng mình đi đâu công chuyện gì, bận rộn, có khách cứ tới mình nói, nhà tôi bận đi công chuyện, nhà tôi bận ra bưu điện, nhà tôi bận đi sắm hộp sàn. Đó mới gọi là nhà tôi, cái mối quan hệ nó thân thiết như vậy, thấy không? Cho nên là nhiều khi vợ chồng hồi xưa người ta đâu có kêu giống như những ngôn ngữ hiện đại giờ, kêu là nhà tôi ơi, trời, hoặc là nhà mình ơi. Đó, thầy có nghe mà, thầy đi về quê thầy thấy cái bác đó kêu vợ của bác đó, lớn tuổi rồi nha, 60 mấy chục tuổi rồi, kêu nhà mình ơi. Trời ơi, một cái ông già mà kêu vợ ổng mà sao bếp, vợ ổng mới lên tiếng, dạ em đây nhà mình à. Trời ơi, thầy nổi óc hết rồi. Cái này là bên lề cuộc sống. Nhà mình ơi, tự nhiên mình nghe ghê. Quý vị biết không, khi thầy nghe đó thầy mắc cười lắm. Tại thường thường thì thầy nghe mình ơi không à, phải không? Kêu mình ơi. Mà hồi đó thầy hay chọc mấy cái bà mà bác kêu chồng, bà mình ơi. Cái ông chồng mà nói tôi đây. Cái thầy mới nói sao không trả lời là đầu đây. Chứ có cái mình không làm ăn gì được. Phải có cái đầu ráp vô thì cái mình nó mới hoạt động được. Rồi khi thầy về quê thầy nghe cái bác đó gọi vợ là nhà mình ơi, tự nhiên thầy đi vô nhà đó mà quý vị biết con của cái bác đó là xuất gia mà. Xuất gia là học trò rồi thầy có dịp thầy đi về đó, đi dự lễ rồi ghé ngang nhà đó ăn cơm, thì ổng ra ổng chào. Dễ thương lắm. Ổng là một giáo chức mà. Đó, cho nên là ổng gọi vợ ổng ra chào, nhà mình ơi. Trời, tự nhiên thầy nghe thầy mắc cười quá đi. Nó vừa sến sến mà nó quê, lần đầu tiên mình nghe nhà mình ơi. Rồi cái bà vợ bấm nói dạ em đây nhà mình à. Trời ơi, thầy thấy giống Tô Ánh Nguyệt quá. Nhưng mà sau khi bình tĩnh qua những phút giây đó, thầy ngồi thầy nghe lại cái tiếng nói mà mình đã từng tiếp nhận, thầy thấy câu này rất là hay, biểu thị được rằng nơi đây là nơi của mình ở, vì đây là căn nhà của mình, vì đây là nơi mà bình yên nhất mà mình chọn lựa để sống suốt cả cuộc đời, và những người ở trong căn nhà đó cũng ở bên cạnh mình suốt cả cuộc đời. Cho nên vợ chồng người ta gọi với nhau là nhà tôi, nhà mình. Cái văn hóa Việt Nam nó có nhiều cái hay, như nước ngoài nó chỉ you me à, mày tao à, tức là đối diện với mình là kêu một tiếng, mình là xưng tiếng vậy thôi, nó không có cái văn hóa đó. Cái này hồi xưa thầy học ngữ pháp, cái này gọi là những đại từ nhân xưng đặc biệt, chỉ có Việt Nam với Trung Quốc mới có thôi. Tức là những cái cách gọi mà nó hết sức là đặc biệt. Thí dụ như là con gái của một cái người nào đó mà họ có quyền chức thì gọi là lệnh công tử. Quý vị thấy không? Lệnh công tử tức là con trai của một cái ông quan nào, lệnh công tử. Những cái cách gọi rất là đặc biệt như thế, chỉ có những cái đất nước mà đặc, có cái nước, cái văn hóa mà lâu đời và nó tôn trọng với nhau trong từng cái cách gọi. Lệnh tôn đó. Lệnh tôn tức là cái người cháu của một cái ông nào đó, nhưng mà cái người cháu đó là một cái nhân vật đặc biệt, có quyền lực hoặc là có tài năng. Đó, ta gọi là lệnh tôn. Ở đây
thầy chỉ đề cập một cái vấn đề nhỏ để quý vị thấy được rằng có mối quan hệ của mình với những người thân trong cái căn nhà thế tục chúng ta ở, nó đã là thấm đẫm lòng hy sinh, vị tha và tâm của con người tràn ngập sự yêu thương dành cho nhau. Cho nên vợ chồng mới gọi nhau bằng những cái tiếng thân thiết là nhà tôi, rồi nhà mình. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải trân trọng cái mối quan hệ này. Khi mà người kia đã trở thành ngôi nhà của mình, thì mình cũng phải trở thành một ngôi nhà đích thực cho mình và cho người kia. Phải không quý vị? Mình thử nghĩ xem, người thân của mình trong cái mối quan hệ vợ chồng, người ta đã gọi mình là nhà mình, nhà tôi, thì cũng chẳng lẽ bây giờ mình trở thành nhà của người hàng xóm? Người ta đã trân quý mình như thế, người ta cho mình là một cái căn nhà của họ, là cái nơi che nắng che mưa, là cái nơi mà an ủi họ giữa bão giông cuộc đời, thì đương nhiên mình phải có trách nhiệm xây đắp cái căn nhà đó và giữ cái căn nhà đó thật bền thật chắc. Tức là mình phải thật sự sống có trách nhiệm, sống có yêu thương theo tinh thần của Phật giáo, và đặc biệt nhất đó là chúng ta phải giữ giới thứ ba, tức là thủy chung chứ không có lộn xộn. Người ta đã chọn mình làm căn nhà người ta ở, mà chẳng lẽ bây giờ mình cắt ra nửa căn nhà mình cho cái con mẹ hàng xóm vô ở? Cái này là mệt lắm nha, nguy hiểm lắm. Có một cái anh Phật tử của chùa thầy cũng vậy đó, vợ không tốt, rồi sau đó anh giao hết tài sản cho vợ, rồi anh đi ra ngoài, mình không, anh tạo dựng lại gia đình. Vợ cũng chẳng nói chẳng rằng chẳng gì hết, tại anh nghĩ là vợ anh không tốt thôi, chứ thực sự vợ anh rất là tốt. Vợ chỉ biết khóc thôi chứ không đòi hỏi không gì hết, rồi cặm cụi một mình nuôi con. Rồi anh này lại đi ra ngoài thì thời gian lâu tưởng nó là sống bình yên, nhưng mà cuối cùng lại gặp một người phụ nữ khác. Người phụ nữ thứ hai này lại tốt hơn cả người phụ nữ thứ nhất. Cả hai người phụ nữ đều rất là tốt với nhau, chỉ biết lặng thầm chấp nhận thôi. Cho nên bây giờ anh khó xử, anh biết phải làm sao. Anh mới ra chùa nói sư phụ làm sao sắp xếp cho hai chị em nó ở chung một nhà. Thầy nói sư phụ có thể sắp xếp được, nhưng mà hai chị em ở chung một chùa. Cái nó nói thôi chết rồi sư phụ, làm gì chết con rồi sư phụ. Nó không, sư phụ phải xú làm sao cho hai nhỏ đó nó được có khờ khạo, nó bỏ con, nó đi vô chùa nó tu cho con, nó gánh cho mấy cái khạp đó cho biết thần. Tham lam dễ sợ không? Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Rồi cuối cùng cứ năn nỉ hoài. Thầy nói không, sư phụ không có can thiệp được chuyện đó. Con phải thấy được cái lỗi của con đã làm cho những người phụ nữ đau khổ. Bây giờ họ tốt quá, cho nên không có thể nào mà chọn lựa được. Cuối cùng là đành phải giữ hết cả hai. Đó, rồi chia ra, ở nhà này một tuần, ở nhà kia một tuần, rất là mệt quá, bây giờ làm sao để gom hai người lại chung một nhà. Thầy nói, gom lại chung thì cũng được, nhưng ba ngày sau cháy nhà. Chắc chắn à, khuất mắt, khuất tai rồi còn có thể chịu đựng được, chứ còn ngay trước mắt đó, bẹo hình, bẹo dạng đó, thôi làm sao mà chịu đựng được, phải không quý vị? Hồi xưa trong cung đó, vua có quyền lực mà còn không dàn xếp được hậu cung. Đừng nói chi mà bây giờ là nam nữ bình quyền. Coi chừng đó con. Đó. Giờ mới nói khổ, nói phải mà con gặp sư phụ sớm 10 năm trước thì con đâu có khổ như vậy. Cái lúc nào cũng có lý do hết. Phải dè, con đâu có khổ. Dè như dè cua đinh vậy đó. Cho nên, một khi mà người kia đã coi mình như là một căn nhà mơ ước, căn nhà bình yên, ngôi nhà hạnh phúc, thì chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng mình là ngôi nhà đích thực cho bản thân mình và cho luôn cả người đó. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta phải xây dựng cho được ngôi nhà của chính bản thân mình. Thì có như vậy, chúng ta mới có thể biến cái ngôi nhà đó trở thành cái mái ấm hoặc là ngôi nhà đầy dẫy yêu thương dành cho người thân của mình. Ở đây không phải là mình ích kỷ,
Nhưng mà trên tinh thần của Phật giáo, chúng ta phải thực tập chánh niệm để mình dựng xây một ngôi nhà thật sự là bình yên cho mình. Ngôi nhà đó chúng ta đi vào đi ra, chúng ta có mặt hay không có mặt, đều ngập tràn sự yêu thương. Chúng ta phải tập từ từ. Và cái hành động của quý vị đi đến chùa, cái nếp sống của quý vị gắn liền với câu niệm Phật, với lời kinh tiếng kệ, đó là cái cách thể hiện đầu tiên nhất để xây dựng ngôi nhà tâm linh bình yên cho mình và cho người thân của mình. Khi quý vị đi đến chùa, quý vị sẽ được gặp những người bạn cùng tu tập với mình. Và những người bạn đó chắc chắn sẽ đem đến cho mình nhiều cái bình yên hơn là những người bạn mà chỉ rủ mình đi vũ trường, đi nhậu, đi nhẹt, đi thẩm mỹ viện. Và chúng ta phải đem cái tâm chân chánh của mình đi tới học đạo thì mình sẽ gặp được những người Phật tử chân chánh, những người bạn đạo của mình chân chánh. Và chúng ta đem cái lòng của mình chánh niệm đó, chúng ta đi học đạo ở các đạo tràng thì chúng ta sẽ gặp những người tương thích. Nếu không, chúng ta gặp toàn là tào lao bác xế gì không à. Đừng có tưởng mấy người đã đi chùa là hiền lành hết đâu. Có nhiều người nanh gút giấu ở đó đó. Có cơ hội là chỉa ra chọt mình lũng ruột chứ đừng có giỡn mặt. Có nhiều người Phật tử, quý vị biết không, họ cũng siêng năng, họ đi chùa lắm, họ cũng nghe pháp, nhưng mà cái sự thực tập của họ chưa có, chưa có thật sự phát cái lòng chân chánh ra để mà thực hành thiệt cái giáo lý của đạo Phật, mà chỉ vì hình thức thôi, cho nên họ không có chuyển hóa được những cái tập khí. Chính vì lẽ đó mà thỉnh thoảng họ vẫn còn sót lại một chút rác. Rác này nó không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái trớn tu tập. Mà thầy hay nói là ăn cơm gặp phải sạn. Đang nhai ngồi nghe cái rớp cái tự nhiên mình hết muốn ăn rồi, muốn nhả ra. Khi chúng ta thiếu chánh niệm, lập tức ngôi nhà của mình nó sẽ lung lay. Và chúng ta tạo cho mình một cái môi trường tu tập tốt, đến chùa rồi được kết thân với lại các thầy các cô. Quý vị nghĩ xem, kết thân với các thầy các cô, thực ra nó lại là một cái phước lớn cho mình. Để mình gặp những cái phiền não, những rắc rối, chúng ta có được một cái nơi sẵn sàng giải bài và chia sẻ với mình theo tinh thần của Phật giáo, với điều kiện quý vị phải là cái người thiết tha tu tập và chân chánh tu tập. Chứ còn không, cũng gặp nhiều người tào lao bác xế lắm. Tức là có nhiều thầy cũng không phải mà chỉ dạy chúng ta giáo lý tu tập không đâu, có nhiều khi cũng làm phiền đến mình. Ở đây thầy không có dám nói thêm nữa, nhưng mà thầy thấy thực chất nó vẫn có những cái xấu, mặt trái của nó. Một vị thầy xả thân vì đạo, hết lòng vì cái nỗi khổ đau của chúng sanh, nó sẽ khác với một vị thầy vì danh vì lợi. Bây giờ quý vị đi đến một vị thầy học đạo, mình tu tập, đương nhiên mình có nhân duyên với vị thầy đó, thì vị thầy đó mà hết lòng vì đạo, chúng ta cũng sẵn sàng hết lòng chúng ta chia sẻ với vị thầy đó. Không cần thầy đó gợi ý đâu, chúng ta sẵn lòng thôi. Nhưng mà khi chúng ta thấy được những cái vấn đề nó hướng về danh lợi, không phải là sự tu tập thuần tí, bỗng dưng chúng ta thấy nó không tương thích và chúng ta dần dần chúng ta rời xa, cũng chẳng cần phải nói gì, cũng chẳng cần phải nói nhiều, tại vì nơi đó không phải là bến đỗ bình yên cho mình. Thế thôi đó. Rồi chúng ta đi vô chùa, quý vị thấy đi, nghe một cái tiếng chuông chùa hoàn toàn nó khác với lại tiếng nhạc. Tiếng chuông chùa nó làm cho lòng chúng ta vơi đi phiền não, nó khác với lại tiếng nhạc ở vũ trường, tiếng nhạc ở quán cà phê, cứ cà giật hoài. Cho nên chư Tôn Đức mà ở làng Mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, họ sống với lại cái tâm niệm rất là hay. Khi mà nghe tiếng chuông thì tất cả đều phải dừng lại, dừng lại mọi hoạt động của mình để kéo mình về với chánh niệm. Và ở đó có một cái tôn chỉ tu tập rất là hay, khi nghe tiếng chuông, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Tức là khi chúng ta lắng lòng, chúng ta nghe cái tiếng chuông đó, đó là cái tiếng vọng từ tâm thức thanh tịnh của mình,
chúng ta sẽ quay trở về quê hương đó là hải đảo tự thân, là nơi bình yên nhất cho chính cuộc sống tự thân của mình, dù chúng ta ở hoàn cảnh nào. Cho nên khi mà chư tăng hoặc là Phật tử ở cái trú xứ đó tu tập, đang đi thiền hành, đang ngồi tụng kinh hoặc là đang làm gì đó, mà nghe một tiếng chuông là bỗng dưng là dừng lại hết, im lặng để mình lắng nghe thật sự cái tiếng tận nơi thâm tâm của mình, để lòng của chúng ta bớt đi những sao động do trần cảnh chi phối. Rất là hay. Bây giờ chúng ta tập như vậy, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng của bà xã nói như là tiếng của quê hương, thì bỗng dưng mấy anh sẽ đỡ phiền não liền, phải không? Chứ còn nghe bà nói chuyện mà nó chát chúa, trời ơi, giống như tiếng của mấy cái bà mà ở ngoài chợ rồi thôi mình chết, chịu gì nổi. Mấy cô cũng vậy, phải tập như thế này, tức là một cách để mình thay đổi đi cái suy nghĩ, để mình có thể bằng lòng với hiện tại, lắng nghe tất cả những tiếng nói từ người thân ở trong gia đình của mình, nhưng mình nghe bằng chánh niệm, thì mình nghe đó là tiếng tự tình của quê hương. Tự tình với đá lời thiên cổ, ồ bất an nào giữa tịch không. Đấy là hai câu nói mà xin lỗi, hai câu thơ mà nói về cái tâm trạng của Ngài Huệ Khả khi tới cầu pháp với Bồ Đề Đạt Ma, và tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích. Khi Ngài Huệ Khả tới cầu pháp đó, chặt một cánh tay để biến tuyết trắng thành màu đỏ, tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền pháp, mới dạy cho tu tập. Suốt mấy năm trời ở tại núi Thiếu Thất Tung Sơn, ở Thiếu Lâm Tự đó. Khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma chấp nhận được cái tinh thần cầu pháp của Ngài Huệ Khả là vô ngã, dám chặt cánh tay mình là tinh thần vô ngã, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới khai thị, mới hỏi Ngài Huệ Khả gì chứ, muốn hỏi cái gì, muốn học cái gì. Ngài Huệ Khả mới quỳ xuống bạch Hòa Thượng là tâm con bất an, tức là tâm con không an. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi chứ tâm của ông đâu, đưa ra đây ta an cho. Ngài Huệ Khả mới tìm hoài không thấy tâm, quay qua quay lại không thấy tâm, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy tâm, cho nên mới bạch với Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, con không thấy tâm, con tìm không thấy tâm. Thì lúc bấy giờ Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói, ta đã an tâm cho con rồi đó. Ngay lúc đó câu khai thị này đã giúp cho Ngài Huệ Khả ngộ được đạo. Tại vì tâm là thứ vô tướng, mà chúng ta lại lấy cái hình tướng đi tìm thì không có hợp được. Mà khởi tâm lên thì nó đã xa chân tâm rồi, tâm biến thành vọng động rồi. Khi mình khởi tâm lên là nó đi ngược với lại cái chân tâm, cái tâm thuần tịnh mình nó không còn nữa, mà chỉ còn là cái tâm phân biệt. Tâm phân biệt bởi những suy nghĩ của mình, tìm cái này muốn kiếm cái kia rồi, hỏi cái này hỏi cái nọ, bị trần cảnh chi phối. Thì lúc đó bây giờ chỉ còn là vọng tâm phân biệt, chứ không còn chân tâm. Khi khởi tâm đi tìm thì chân tâm vắng mặt, chỉ còn lại vọng tâm. Cho nên làm sao tìm được chân tâm? Cho nên Ngài Huệ Khả mới nói con không tìm thấy tâm. Ngay lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma khai thị, ta đã an tâm cho con rồi đó. Tức là chỉ thẳng cho Ngài Huệ Khả rằng hễ mà đi tìm tâm sẽ không thấy tâm, cắt đứt đi tất cả những ý niệm đó thì tâm bình yên nó sẽ hiển hiện ra, đó gọi là pháp an tâm. Cho nên Ngài Huệ Khả ngộ được cái điều đó rồi, quỳ xuống đảnh lễ. Quỳ xuống đảnh lễ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền y bát cho. Y bát đã được truyền từ thời Đức Phật tới Ngài Bồ Đề Đạt Ma là 28 vị tổ Ấn Độ bắt đầu đi qua Trung Hoa, và người đầu tiên truyền đó chính là Huệ Khả được truyền. Cho nên người ta diễn tả cái bối cảnh đó với cái sự ngộ đạo của Ngài Huệ Khả từ cái tinh thần khai thị an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Người ta viết thành hai câu rất là hay: tự tình với đá lời thiên cổ, ồ bất an nào giữa tịch không. Tự tình tức là mình nói ra những cái suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, nhưng mà nói với ai? Nói với đá. Đá làm sao nghe được? Vậy mà mình nói với đá, tức là đối tượng nghe không nghe. Lời mình nói không phải là lời của mình, mà lời của thiên cổ. Tự tình với đá lời thiên cổ tức là lời của ngàn xưa, làm sao mình nói được? Ngay phút giây này lời nói đã là rỗng rang, đã là không thật, nói ra đã là mất rồi. Lời nói nó không thật, ngay cả người thân mình thôi, khi mình vui mình nói với họ khác, khi mình giận mình nói với họ khác, chính một con người mình lời nói cũng đã không thật rồi, phải không các vị?
huống chi lời của ngàn năm trước làm sao nó thật. Lời không thật được nói ra bởi một con người không thật, và dùng một cái tâm là tâm không thật, và nói cho một đối tượng không thật là đá. Cho nên hiểu ra được rằng giữa tĩnh lặng này có gì gọi là bất an đâu. Khi không có thấy được cái sự xốn xang ở trong lòng mình và không bị nó chi phối, nơi đó chúng ta đã an tâm. Ồ, bất an nào giữa tịch không? Phải nói đây là những cái lời khai thị rất là hay. Chính vì lẽ đó chúng ta phải lắng lòng. Lắng lòng để nghe cho được cái tiếng sâu thẳm trong tâm của mình, để mình không bị trần cảnh chi phối. Thì chúng ta đi chùa, chúng ta nghe những tiếng nói đó, chúng ta nghe những âm thanh đó, tiếng nói từ những người bạn đạo tu tập chân chánh, nghe những âm thanh huyền diệu từ những tiếng chuông. Ngày xưa có rất là nhiều vị cư sĩ ngộ đạo từ tiếng chuông chùa, chỉ nghe vào chùa nghe một tiếng chuông mà tan đi tất cả những phiền lụy của cuộc đời. Cho nên ở trong chùa người ta thường viết những cái câu đối rất là dễ thương. Nhịp mõ hồi chuông, dục giả khách trần qua bể khổ. Lời kinh tiếng kệ, dắt dìu kẻ tục thoát vòng mê. Đi vô chùa để nghe chuông, nghe mõ, nghe kinh, nghe kệ. Không nghe, toàn là nghe những chuyện để khiến cho phiền não, cho tan nát, để cho chia rẽ, để hơn thua, để hận thù với nhau. Thì như thế, ngôi nhà bình yên của chúng ta đã có nguy cơ bị tốc mái. Tức là bão tố của cuộc đời do chính tâm mình khởi ra, do cái sự hơn thua chấp ngã, những cái cơn bão đó nó làm cho ngôi nhà của mình không được bình yên nữa quý vị. Cho nên ngôi nhà của chúng ta đang ở đích thực là ở đây và ở trong tâm của mình. Ngôi nhà đó ở ngay hiện hữu ở đây, để chúng ta lúc nào cũng là ngôi nhà bình yên cho mình và cho người thân của mình. Chính vì lẽ đó mà suốt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải luôn giữ tâm an tịnh. Thì bây giờ quý vị sẽ thoải mái, dù cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn về kinh tế, vẫn bị áp lực về tình cảm. Nhưng mà mình tự tạo cho mình được cái cảm giác đó. Mình phải chai lì nha quý vị, rất nhạy cảm. Người ta nói mình cũng buồn chứ, người ta nạt mình cũng khóc chứ, người ta đối xử tệ với mình cũng tủi thân chứ. Nhưng mà chúng ta khéo xử lý được hết tất cả cảm xúc của mình qua hành trình của chánh niệm, thì từng khắc từng sát na một trôi qua trong một cuộc ngày của chúng ta, chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái ở trong ngôi nhà của mình. Có một vị Phật tử đã tới phiền hà, kể cho thầy nghe về vấn đề phiền hà hai đứa con. Tức là cái đứa con trai lớn thì nó rất là ngoan, nói cái gì nó cũng nghe lời và nó làm theo. Còn cái đứa con trai nhỏ thì không ngoan, nói nó không nghe. Nó cũng không phá làng phá xóm gì nhưng nó không nghe, và nó làm theo kiểu của nó. Và cái người mẹ này cảm thấy bực bội là khi bà đang buồn nó cũng cười, nó cũng huýt sáo. Bà nói là cái thằng này nó vô tâm, mày không biết mẹ mày đang buồn hả? Ba mày giờ này tung tăng với lại mấy cái con mẹ khác, mà bây giờ tao buồn ở đây, tao tụng kinh, tao niệm Phật, mà mày cứ huýt sáo, cứ nhảy chân sáo, rồi cứ hát, cứ ca trong nhà sùm. Bà giận ông chồng, bà giận luôn cái thằng nhỏ. Quý vị thấy vô lý không? Cái đây là gặp nhiều trường hợp, ở trong gia đình chúng ta dễ gặp lắm. Mình giận ai cái mình giận luôn những người kia. Tức là mình đang buồn là mình cũng không cho phép người khác vui. Vô lý vậy đó. Phải không mấy o? Chứ còn gì nữa? Hỏi nói ai xa, thầy đây nè. Thầy đang buồn mà mấy chú đệ tử thầy mà vui thầy cũng la. Nhiều khi thầy ngồi lại thầy thấy đúng là mình tào lao. Mình vô lý, mình buồn là chuyện của mình. Nhưng mà cái chuyện buồn nó có đưa tới mình an lạc không? Ta đang vui cái mình cũng bắt người ta buồn theo mình. Gì kỳ vậy? Tự nhiên thầy hiểu ra được, quý vị ở trong nhà đang ghen tương lên thì con cái mà hát là cái như nó lãnh đạn, dằn miệng liền tức khắc. Phải không mấy cô? Chính vì lẽ đó mấy cô mà không kiềm chế được cảm xúc, không quá giải được cảm xúc của mình, giận chồng phản bội lôi đứa con ra quách gần chết. Hỏi sao vậy? Nó giống thằng cha nó. Chính mấy cô đi tới chùa kể thầy nghe, nó giống thằng cha nó. Tại đó thằng cha nó là ai? Là người mình thương mà sao kêu bằng thằng cha?
hồi đó gặp cái người đó đầu tiên có kêu cái người đó bằng thằng cha không, hay là kêu bằng anh? Còn vắng mặt thì không dám kêu lại mà kêu bằng ảnh. Chỉ có tiếng Việt Nam nó có vụ đó thôi, anh, ảnh, em, ẻm, ông, ổng, phải không? Khi mình gặp người ta ngày đầu tiên mình gặp cả một trời thương yêu, mình gửi gắm hết đó, tự nhiên bây giờ bực tức cái hết anh ảnh rồi đó, đổi qua kêu bạn thằng cha. Thầy nói kêu như vậy con của mình nó coi thường mình, không có nên lúc nào cũng ngọt. Ngọt như vậy đó mình cắt đứt người ta mới không biết đau, phải không quý vị? Cây dao mà nó lụt á mình đứt tay nó đau lắm, cây dao nó bén mình đứt lúc nào mình không hay, tới khi máu giọt ra rồi mình mới biết mình đứt tay, sau đó nó mới đau. Quý vị thấy không, đứt tay bằng dao bén đó là nó không có đau, chảy máu rồi nó mới đau đó. Mình làm sao cho nó bén vậy? Mấy ông mới sợ, cứ ngọt ngào. Chứ còn mấy cô mà cứ lách chách lanh chanh tối ngày, mấy ông không có sợ, cứ im lặng. Mệt không anh? Nà, uống nước chanh nè, uống đi rồi biết. Chứ không có nên mà mình không khống chế được cái cơn giận rồi mình đổ cái đó cho con mình, mình làm cho con của mình nó phiền não. Thầy nói với cái cô, thầy nói con vô lý lắm, con không có nên bắt ép con nó buồn theo con. Nó nói ủa sao thầy nói giống nó quá vậy? Nó nói mẹ buồn thôi chứ tại sao mẹ phải bắt con buồn theo mẹ. Bà mới chửi nó, mày là cái thứ vô trách nhiệm, mày không có hiểu mẹ mày đẻ ra, mày nuôi mày tới lớn khổ biết bao nhiêu, mày thế nào lớn lên cũng giống thằng cha, mày cũng phản bội à. Làm cái đứa nhỏ nó càng bực thêm. Nó mới nói như thế này, nó mới nói mẹ, mẹ nên thông cảm đi, mẹ nên thông cảm với công việc của ba, với lại những cái tình cảm xung quanh ba. Con thấy ba miễn làm sao đủ trách nhiệm với gia đình mà là được rồi, không thiếu cơm thiếu áo, nhà cửa đầy đủ là được rồi, mẹ đừng có đòi hỏi nhiều quá, đàn ông người ta mệt mỏi lắm. Đúng là cái em này nó khuyên mẹ nó không có đúng, không có đúng lúc, nó cũng không có ngọt ngào đó. Cho nên bà mẹ bà phản ứng, bà khóc, bà khóc dãy tử tê tê rồi xách gối đi về bà ngoại ở đó. Tao để nhà này cho ba cha con mày ở, căn nhà này để mày thấy được không có đàn bà, để coi như thế nào rác nó ngập lên tới đầu gối. Kể cho thầy nghe mà kể nguyên văn vậy, thầy nói là ai xót ruột con. Nó cũng con chứ làm sao, thầy con đi có mấy ngày không ai gọi điện, con nóng ruột quá con về chứ làm sao. Tự đi tự về. Vậy mà cũng làm reo, đi để coi coi ổng có gọi về không, té ra ổng cũng không gọi. Rồi mấy đứa nhỏ này nó cũng không gọi, rồi tự động nóng ruột đi về. Về xong là trách tiếp, khóc tiếp, màn hai cảnh một. Tao biết mà tao vô phước bạc phần, cho nên tao ở trong cái căn nhà toàn là những kẻ bạc nghĩa bạc tình. Mấy đứa con nó cũng vô tư, nó đâu có suy nghĩ được cái nỗi đau của mẹ nó. Tại vì cái tâm của nó là cái tâm của một người đàn ông, và đương nhiên nó sẽ cảm thấy cái thoải mái trong cuộc sống đối với một người đàn ông là khác với lại cái thoải mái của người phụ nữ dành cho người đàn ông. Mà người mẹ này không hiểu, muốn kéo đồng minh về mình mà kéo không được, cho nên giận là tức là la. Thầy nói con sai rồi, con cứ nhẹ nhàng, con cứ bình thường, con cứ ngồi bên mâm cơm, con chống tay thôi, đố nó không rớt nước mắt, phải không? Mẹ chờ con về ăn mà, mẹ chờ ba con về ăn mà, mấy người không về ăn thì mẹ nhịn đói. Nhưng mà nó đi rồi mình ăn. Không phải, xin lỗi, không phải là mình sống gian dối, nhưng mà mình sống gắn liền với lại cái cuộc sống của họ, và cho họ thấy được rằng mình tha thiết để giữ cái nếp sống của trong gia đình đó. Dù họ không cần, nhưng đối với mình rất là cần. Thử xem coi làm sao, phải không? Là cứ đi đi, ở nhà tôi ăn đó. Trời ơi, tôi hâm lại tôi cũng ăn à đó, tôi dọn cái mâm đó. Cho nên khi về đó mình cũng dồn giả vậy đó, cứ ăn, xong rồi mình ăn ít. Tại vì mình ăn rồi, mình ăn mình cầm khách thôi. Thầy nói với cô, thầy nói con không có khéo, con cứ bình thường thôi, đừng có nạt nộ con cái của mình. Nạt con mình tự nhiên nó sẽ thấy mình quá là khắt khe, không có thông cảm, và bỗng dưng nó sẽ thông cảm với ba nó, và nó cho ba nó một lý do chính đáng. Bây giờ nó mới hiểu được tại sao ba nó ít dám về nhà, là tại vì mẹ như vậy cho nên ba nó đi ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Thấy không, coi như mình bị phản tác dụng rồi, kéo đồng minh về không được mà còn mất thêm đồng minh, coi như là mình mất đi đất sống của mình rồi đó.
Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải tập làm sao để mình ở bình yên trong ngôi nhà của mình từng phút giây một, vì đó là nơi an toàn nhất, nơi thân thương nhất và ấm cúng nhất dành riêng cho mình và người thân của mình. Cho nên bắt buộc chúng ta phải có trách nhiệm để xây dựng ngôi nhà cho bản thân mình. Có một cặp vợ chồng nọ cũng trẻ, rất là mơ ước đi đến chùa thầy ở. Mà quý vị biết ở chùa thầy thì nam mới được ở, còn nữ là không có được ở cách đêm, trừ U60 trở lên, tức là 60 tuổi trở lên thì mới ở cách đêm. Còn nhỏ hơn thì thầy phải gửi qua chùa của các sư bà, chùa ni ở gần đó. Tại vì ở chùa thầy thì không có chỗ cho khách ở, nó không có cái chỗ đó, cho nên là rất là phức tạp. Rồi có nhiều chuyện nó không khéo rồi, nó sẽ phiền não. Nhưng mà cuối cùng thầy cũng phải chấp nhận cho cái cặp vợ chồng đó với hai đứa con của họ ở lại. Mà quý vị biết ở lại cả tuần lễ. Thật ra nó cũng khó chịu, thì quý vị biết cái chùa thầy nó có một dãy nhà thôi, trên lầu là chúng tăng ở, ở dưới là lớp học của chư tăng. Tại vì viện chuyên tu thực ra không phải xây dựng để cho Phật tử tới, mà là một tu viện hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, dành cho chư tăng sống trong tu viện kính. Có nhiều người thắc mắc là tại sao thầy không làm thêm nhà khách cho Phật tử ở. Thầy nói không, đây là tu viện kính dành cho chư tăng, không có tiếp khách, chảnh vậy đó. Thiệt nha quý vị, ngày xưa viện tu một năm mở cửa đúng ngày mùng 1 Tết thôi, 364 ngày kính cổng cao tường, cho nên trong đó toàn là con gái của chị Hằng thôi, được giữ kỹ lắm, không tiếp khách mà nhất định không tiếp. Sư ông không cho mở cửa nha, cửa có cổng đàng hoàng nhưng mà khóa lại luôn, khóa bằng dây xích dây lò tối luôn. Khi mà thầy bắt đầu lớn rồi đó quý vị biết, bắt đầu đi dạy học rồi đó, thì thỉnh thoảng có khách đi tới tiếp, đi tới chùa tìm thầy, có công chuyện của các thầy các cô tới. Sư ông bắt đầu mới quy định cho tiếp khách đúng 5 phút. Trời ơi, hồi đó thầy mắc cỡ lắm quý vị biết không, khi tiếp khách 5 phút xong sư ông đi ra nhà khách, thiện thuận hết giờ. Thầy mắc cỡ làm sao đâu á. Sư ông nói thẳng vô mặt, không có nể, không có kiêng ai hết trơn nha. Ra nói thiện thuận hết giờ. Và đích thân sư ông đi ra chứ không phải kêu ai đi ra đâu nha. Làm thầy phải đứng lên, thầy nói xin lỗi, quy định ở đây là chỉ tiếp khách 5 phút, nhiều người họ khó chịu lắm. Họ nói tụi con tới đây trao đổi công chuyện thôi chứ tụi con có làm gì đâu, mà hòa thượng khó quá vậy. Mà đâu có dám nói trước mặt sư ông, chỉ nói với thầy thôi. Thầy nói khi nó đã trở thành nguyên tắc thì không có thể thay đổi được. Có nhiều người cần lý luận nữa, còn lý luận là Phật Pháp là bất định, tức là vốn là bất định Pháp, tức là không có cố định, thì cái nguyên tắc này cũng có thể thay đổi. Thầy nói đời khi nào sư ông mất thì thầy thay đổi. Cũng phải nói vậy chứ nói sao. Cho nên nhiều người ngậm ngùi lắm mà ra đi. Cái quý vị biết hai vợ chồng với hai người con này ở trong chùa một tuần lễ, phải nói nó bất tiện cho chùa. Mấy thầy đi lên đi xuống là phải đi qua cái chỗ nghỉ của họ, đi qua cái chỗ mà họ nằm nghỉ ở dưới đó. Nguyên cái dãy nhà đã dọn bàn ghế ra thì họ nghĩ cuối cùng rồi cũng kỳ, đi qua đi lại thấy cũng kỳ, mà họ cũng kỳ, thì người ở nước ngoài người ta người phòng riêng nó quen rồi, tới đây thì cái kiểu gì mình nó nằm giống như cá mồi sắp lớp, họ cũng khó chịu. Thì nó ở đây nó không vậy đó, con chịu không chịu rồi thôi. Nhưng mà khi một tuần lễ sau họ đi về, quý vị biết họ đi về nước 2 tuần, thì 1 tuần họ ở trong chùa, còn 1 tuần họ về gia đình, họ về chùa trước. Cuối cùng họ gặp thầy, họ từ giã để họ về. Cái người vợ mới nói con cảm ơn thầy, thật sự khi con tới đây con ở 1 tuần, con mới thấy thế nào là một cái nơi bình yên cho mình. Con ở trong một cái thế giới toàn là đàn ông không, chồng con cũng đàn ông, 2 đứa con trai con đàn ông, trong đây mấy thầy cũng đàn ông không, tự nhiên con thấy an toàn dễ sợ. Trong khi ở nơi ở nước ngoài hoặc là nơi khác con đi tới đó, con cảm thấy bất an, con phải dè dặt, con phải thế này thế kia. Thầy nói tại con dòm người ta, con liếc thấy người ta cho nên con mới thấy người ta liếc thấy con. Còn ở đây con đâu có dòm ai đâu, tại vì đâu có ai rảnh đâu đi dòm con. Với cái thứ hai, đi tới đây bận đồ kính cổng cao tường, cho nên không có gì để ai ngó đó. Cũng không ai đâu thèm ngó. Còn con đi tới mấy chỗ khác thì ăn mặc nó xô hàng ra. Ăn mặc thì gợi cảm, mà khi người ta dòm ngó thì phản ứng.
thấy ai cũng dòm con á, chứ tự nhiên con bất an, con sợ lắm. Còn ở đây tự nhiên con thấy con bình yên cả ngày luôn. Mà phải nói con mệt vô cùng, tại vì 3:30 sáng con phải thức dậy. Chuyện này chưa bao giờ có. Ở nhà con ngủ tới 9:00 không à. Rồi một ngày đó quý vị biết trong chùa đâu có chuyện nặng nhọc, nhưng mà lặt vặt làm tối ngày thì cổ đâu có làm gì được. Ngoài cái chuyện phụ với các thầy lao chánh điện với lại rửa chén lặt rau. Cả ngày vậy cổ nói sao chùa này sao chén bát gì nó nhiều quá. Tại lúc đó mấy thầy ăn cơm là dọn mâm ở trên bàn đó, cho nên nhiều chén bát lắm. Rồi cổ nói con cảm thấy bình yên nhất là trong một cái buổi ăn. Không ai nói một tiếng nào hết. Tất cả im lặng, chỉ nghe tiếng nhai thôi. Trời, cổ nói câu này làm thầy nhột dễ sợ. Tại vì người ta nhai á, quý vị biết trong quan nghi dạy đó là nhai là không có hở miệng ra. Tức là giữ cái miệng chặt là không nghe tiếng nhai. Còn mình nhai nghe rớp rớp, nhất là nghe nhai dưa leo. Cổ nói chỉ nghe tiếng nhai thôi, không nghe tiếng nói. Không nghe tiếng khua chén, khua bát. Nó cổ nói cổ cảm ơn, tại vì con thấy đây là một cái nơi rất bình yên. Người chồng cũng vậy. Người chồng nói con thì quen bay nhảy ở ngoài đời, quen sống không có yên một chỗ, nhưng mà về đây ở một tuần lễ, thật sự 3 ngày đầu con khó chịu lắm. Mà thầy còn không cho sử dụng điện thoại mà. Những người mà ở lại đó là thầy cũng cấm không cho sử dụng, thì nó cắt đứt hết. Tại ở đây phải giống nếp sống của tu sĩ thì mới được ở trong tu viện. Mình phải trang bị cái tinh thần mình như một tu sĩ thì mình đến ở chùa mới được. Còn mình đem đủ thứ cái tâm mà hơn thua hận thù, cái tâm mà điệu hạnh nhí nhảnh là mà vô chùa sao ở được. Phải không mấy cô? Cho nên có người tới chùa cầm điện thoại đó, cầm suốt, đang tụng kinh cũng cầm điện thoại theo. Đó. Rồi điện thoại cứ reo, rồi buông ra là mở điện thoại lên Facebook. Còn nói con ghiền Facebook. Mà già rồi chứ bộ trẻ sao quý vị? Không phải trẻ đâu nha. Đó, mà còn rành Facebook thiệt thì không biết Facebook, mà mấy người đó rành ghê. Biết kết bạn người này, kết bạn người kia, rồi ta chia sẻ người này tâm sự người nọ, rồi chửi lộn người này, chửi lộn người kia trên mạng nữa. Rảnh ớn vậy đó. Cho nên muốn đến chùa, nhất định quý vị phải đem cái tâm của người tu tập thì mới ở chùa được. Vào trong những tu viện, quý vị phải đem cái tâm của người đến tu viện. Cho nên phải đến cửa không. Tâm mình phải là tâm không, buông hết những phiền não mình mới ở đó được. Còn đem đủ thứ, những hơn thua buồn giận là mình vô chùa hơn nó có chuyện à. Thấy người ta liếc mình, cái mình để ý mình liếc lại, nó có chuyện liền. Còn mình đem cái tâm không, xin lỗi bà, liếc lọt mắt ra cũng không dính gì tới tôi nữa. Phải không quý vị? Ta liếc là chuyện của người ta. Còn mình lấy cái tâm không thì mình sẽ hóa giải được cái có. Cho nên mới có ra là vô chiêu thắng hữu chiêu. Ở trong võ thuật, phải không con? Có còn kiếm hiệp không? Hễ mình có chiêu thức là mình không thắng được. Khi mình có chiêu thức thì người ta sẽ lập tức người ta khống chế được mình liền. Tại vì nó bị cản trở bởi chiêu thức. Cho nên dùng cái tâm không, cái đó gọi là vô chiêu, sẽ thắng được hữu chiêu. Đặc biệt lắm nha quý vị. Đó, cho nên mình đi tới chùa, chúng ta phải đem cái tâm mà yên lặng đó. Mấy người đó họ khó chịu, nó mấy ngày đầu cũng khó chịu lắm con. Con cứ xúi vợ con đi về, mà hai đứa con trai nó lại thích ở chùa. Nó cảm thấy nó thoải mái khi nó ở chung với các thầy đó. Mặc dù ở nhà nó không làm gì, quý vị biết hai đứa con trai, đứa 12, đứa 16 tuổi mà. Nó khi vô chùa nó làm đủ hết mọi việc, mà nó dễ thương lắm, nó đi theo mấy thầy. Nói tiếng Việt không rành mà nó tụng kinh, nó đọc nghe mắc cười lắm quý vị. Rất là dễ thương. Nó cũng nói nó thích ở lại, nó muốn tu, nhưng mà chùa thầy đâu có giữ người nước ngoài ở lại tu được. Khó khăn lắm, nó nói chuyện không rành là làm sao nó học kinh học kệ được. Rồi nó học hành ra làm sao. Cho nên thầy từ chối mà nó khóc. Cái đứa nhỏ nó khóc, nó nhất định nó phải về nó tu. Nó tu ở trong chùa mà tu ở chùa thầy Thuận thôi nha. Chứ không tu ở chùa ai hết chứ. Thầy hỏi tu chùa thầy Thuận để làm gì? Nó để sáng nó được đi quét rác, được đốt rác. Cái thích của nó dễ thương lắm. Sáng nó đi cầm chổi nó quét với mấy thầy. Thì ở trước thất thầy nó có cái giếng đó. Cái giếng để đốt rác. Rồi gom rác cho đó. Rồi thầy với nó, thầy lấy giấy, lấy là quẹt, thầy kêu đốt. Nó hỏi đốt làm gì, thì nó đốt cho đỡ mũi cắn. Nó nói, đúng rồi, mũi ở đây nhiều lắm, đừng có nuôi mũi nữa. Nó nói thầy đừng có nuôi mũi, mà nó nói cái kiểu, cái suy nghĩ của nó. Nó nói ở nước, ở nhà nó là nó có cái chai xịt. Thầy nói cái chai xịt nó độc lắm, con mũi mà chết đó là mình cũng sắp chết. Cái đó nó không, xịt cho an toàn. Cái thầy mới nói, khi con xịt con mũi đó, con mũi có bay nổi không, nó rớt xuống phải không. Rồi nó co giật như thế.
Cái nó nói đúng rồi. Thầy nói nếu như con một ngày nó bị người ta xịt cái thuốc độc vô, cái con không đi được, con ngã xuống giật rồi con chết rồi làm sao? Nó hiểu nha quý vị. Nó nói như vậy là mẹ con là ác độc nhất. Mẹ con lấy cái chai để xịt. Nó thiệt thà, nó khai hết. Nó nói mẹ con là ác độc nhất. Tại thầy nói mà, thầy nói làm vậy là ác độc. Nó nói mẹ con, mami là ác độc nhất trong cái căn nhà đó. Ngày nào mami cũng lấy đồ xịt hết á. Thầy nói đừng có xịt. Xịt như vậy là ác lắm, đau khổ lắm. Nó đau đớn cũng giống như mình đau đớn. Mình phải hiểu cho được cái điều đó. Mà quý vị biết nó không có sợ cái con gì nha. Lần đầu tiên nó gặp con rít á, nó đưa cái tay cho con rít bò lên tay. Nó chầu ôi thầy, thầy sợ, thầy ớn thần luôn. Nhưng mà đúng nha, mình chụp vô con rít thì nó cắn mình. Nhưng mà để tự nhiên nó tưởng đâu cái lá cây nó bay, nó bò lên người mình, nó bò vòng vòng, nó vui lắm. Trời, nó chơi với rít, thầy nói thằng này chắc đệ tử của Tây Độc Âu Dương Phong. Cả gia đình họ cảm ơn, họ cảm ơn vì thật sự họ nhận được cái sự hiện diện của một căn nhà bình yên và cái nơi đó an toàn. Ăn uống cũng đạm bạc, quý vị thấy. Cái bà vợ bà kể mà cười, bà nói con chưa bao giờ mà con nghĩ ra được, mới chưa có ngủ thức dậy mà đã mở, bắt con mới thức dậy để ăn sáng rồi. Tại vì họ 9 giờ mới thức dậy rồi họ mới ăn sáng trễ lắm. Còn chùa là 6 giờ, hồi trước là chùa thầy là 6 giờ rưỡi ăn sáng. Đó. Nhưng mà bây giờ đổi là 5 giờ rưỡi ăn sáng, quý vị thấy mới mở mắt ra cái dựng đầu bắt ăn. Họ không hiểu gì sao. Họ ăn không được thầy nói cứ ăn đi con, rồi tới trưa rồi ăn, rồi chiều thì ăn sớm. Đa phần các thầy lớn thì không ăn chiều, cho nên chiều người ta công phu, tối người ta lại Phật, người ta bái sáng, người ta ngồi thiền. Sáng nó đói bụng sớm lắm, tại vì ăn no là sẽ không có ngồi thiền được. Ngồi nó cấn cái bụng, nó đau bụng. Mà quý vị biết ăn no cái nó buồn ngủ, hãy căng da bụng thì nó trùng da mắt. Cho nên chiều người ta ít ăn lắm, người ta giữ cái bụng người ta cho nó khỏe để người ta tu tập đó. Mà mình ăn no mình cũng đâu có lại Phật nổi, cũng không ngồi thiền nổi, tụng kinh cũng đâu có nổi, cứ ngáp lên ngáp xuống à. Rồi họ cũng thích, họ thích lắm, họ nói cái không gian nó bình yên, cái sự an toàn nó có được. Cho nên quý vị thấy đó, thật sự một cái căn nhà an toàn do chính mình xây dựng ra chứ ai, đâu có ai làm cho mình. Khi mà những người đó họ tự tạo ra được cái tâm của họ như một tu sĩ, thì lúc bây giờ họ mới hòa nhập được cái sinh hoạt của chùa. Chứ đâu phải do cái nếp của chùa đâu, phải không quý vị? Quý vị đi tới đây nè, mặc dù chùa là bá tánh có thể tới được, nhưng mà quý vị đi với cái tâm của một bà chủ, một cái ông giám đốc, đi với lại cái chức của bà nội, bà ngoại, quý vị đi tới đây quý vị sẽ thấy mệt lắm, thấy bực lắm. Tại ở nhà mình được trọng vọng nó quen rồi, tự nhiên đi tới đây đâu có ai để ý tới mình đó. Rồi mình ngồi ăn cũng không ai mời mình, rồi nhiều khi còn dục giả, mình ăn cho nhanh cho lẹ rồi mình mới nói chuyện chút xíu, có người tới sửa lưng mình đó. Rồi ngồi nghe thuyết pháp mà mình đau lưng, mình ngồi ghế mình dựa cũng có người dòm ngó mình, cho nên mình buồn. Phải không? Chỉ có một cách duy nhất, thay đổi cái tâm của mình, như là một tu sĩ bỗng dưng quý vị sẽ bình yên khi đến chùa. Và những người này họ thay đổi được cái suy nghĩ họ, cho nên họ mới trở thành con người ở trong căn nhà đó. Chứ còn quý vị xây dựng căn nhà đó có đẹp cách mấy, họ không thích ở, họ không có chuẩn bị tâm lý, họ cũng không ở được, chắc chắn. Quý vị thấy có nhiều cô dâu ở dưới quê thấy không, đi lên Sài Gòn này làm dâu đâu có làm được, không quen. Tại vì ở quê là quen cái kiểu tiếp xúc với những người dân giả, chân chất, mộc mạc, bình thường, nó quen rồi. Rồi cái cách cư xử cũng vậy, nó có làm sao nói vậy, còn lên đây là phải khách sáo, rồi phải nói những cái điều mà cho người kia người ta vui, mặc dù điều đó nó không có. Ví dụ nói, trời ơi, sao chị bà mua đồ này đẹp quá, mặc dù bà xấu quá. Cũng phải nói cho người ta vui. Cái xã hội này có khi làm cho mình sống không thật. Cho nên quý vị thấy căn nhà ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình có ở được trong căn nhà đó hay không, hoàn toàn do mình. Mình chấp nhận được, mình ở được. Quý vị ở đây chỉ cần bước mấy bước chân là tới chùa. Chỉ cần sắp xếp một chút xíu công việc là có thể đến đây để nghe thuyết pháp được. Có nhiều thầy giảng, có nhiều đạo tràng. Vừa rồi thầy đi hoằng pháp ở Hàn Quốc, quý vị mới thấy được thương cho những người Phật tử ở xứ đó. Khoảng 70.000 người Việt Nam sống tại Hàn Quốc, 50.000 là công nhân, tức là hợp tác lao động, còn 20.000 là cô dâu.
cô dâu xứ Hàn chỉ có 1% hạnh phúc thôi, 99% là đau khổ. Họ đi đâu? Không biết tiếng nói, không biết đường xá. Và những cô con dâu đó lấy chồng toàn là về ở vùng nông thôn sâu xa, không giống như Đắk Nông, Bù Đăng, Bù Đớp gì của mình, trong rừng, trong rú vậy đó. Đi đi mà phải, nhiều khi cũng phải là cả cây số mới có một căn nhà. Đi về đó để làm dâu, chồng đánh gãy ba cái ba sườn, chưa biết kêu ai. Đâu có nói tiếng được, đâu có đi đâu, không biết đường, biết xá gì hết. Mà không phải chồng đánh không, cha mẹ chồng nó cũng hành hạ, em chồng nó cũng hành hạ. Tại vì nó đâu có phải nó cưới vợ đâu, nó bỏ tiền ra nó mua nô lệ nha quý vị. Y chang vậy, đối xử như nô lệ. Chỉ có một số ý, số ít gặp được những người đạo đức thì có hạnh phúc thôi, đa phần là đau khổ. Nó đánh cho bầm mặt từ đầu tới chân, đuổi ra khỏi nhà trong mùa đông. Mà quý vị biết mùa đông bên đó nó lạnh cỡ nào, âm 10 độ, âm 20 độ. Nó có cô Phật tử nói, con phải bỏ nhà ra đi, mà chỉ bận một bộ đồ ngắn thôi, trong lúc tuyết rơi, bỏ con cái lại, chứ không nói nữa. Và Phật tử là cái người hợp tác lao động thì hết hợp tác rồi, hết hợp đồng rồi, không có về Việt Nam, ở lại, làm giàu sao cũng có tiền hơn ở Việt Nam, cho nên số người đó là bất hợp pháp. Nhưng mà họ vẫn hướng tới sự tu tập, quý vị thấy không? Họ khổ lắm. Cho nên khi tổ chức chương trình Du Lan đó, thầy phát biểu khai mạc, thầy đọc hai câu mà mọi người họ khóc. Con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà vời vợi xa. Họ đâu có về nhà được, họ khổ vậy đó. Cha mẹ gọi qua nó con hạnh phúc lắm, tại coi phim Hàn Quốc á, tưởng đâu con của mình hạnh phúc rồi. Mấy cái cô đó cũng nói dối với cha mẹ, con hạnh phúc lắm mẹ đừng có lo. Nhưng đâu có biết con của mẹ đang bị người khác giày vò hành hạ. Cho nên có người mẹ phải ôm hai đứa con nhảy từ lầu 18 xuống để tự tử chết. Con người nó đau khổ. Những ngày mà thầy đi qua đó, có một cái sự kiện là có một cái anh đó nhảy lầu 3 xuống gãy hai chân với một cái tay. Tức là tới nhà thăm một người bạn, ảnh bất hợp pháp, thì bất hòa cái gì đó, ảnh cho cái người đó mượn tiền ảnh tới đòi, mà cái người đó là không có trả tiền, rồi kêu cảnh sát bắt, ảnh phải nhảy lầu để trốn, cuối cùng gãy hai cái chân với một cái tay. Quý vị thấy đau khổ không? Rất đau khổ. Nếu như đất nước Hàn Quốc, quý vị thấy nó là một cái đất nước mà kinh tế phát triển đứng thứ 10 trên thế giới, nó đất nước giàu có vậy đó, nhưng mà những cái chuyện độc hại nặng nhọc nó không làm, nó mướn người Việt Nam làm, và lương của người Việt Nam nó tới bằng phần nửa của người Hàn Quốc thôi, mà vẫn không có được bảo hộ gì hết. Rồi họ ở lại họ làm bất hợp pháp thì cảnh sát không biết hết, nhưng mà họ không bắt thôi, bắt là phải đuổi về Việt Nam là về luôn. Tại vì bắt những người Việt Nam công nhân đi thì cái công việc nặng nhọc đó ai làm, thì nền kinh tế nó ảnh hưởng, cho nên cuối cùng họ phải làm lơ. Những con người đó họ đau khổ cùng cực, đi về đâu? Khi thầy giảng cái chủ đề đi về đâu họ khóc, không có đường để đi, chỉ biết nhắm mắt thôi, nhắm mắt mà đưa chân, cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Tức là những cô dâu bên đó nó khổ sở, không có lối thoát. Rồi họ tìm đến với nhau cũng không bằng chân tình. Dù nơi đó có căn nhà mà được gọi là căn nhà bình yên, nhưng mà họ không có, tâm của họ không bình yên, thì làm sao họ có thể ở trong căn nhà bình yên. Họ khổ vậy đó, mà họ cố gắng họ tu tập. Quý vị biết khi thầy đi về đó, cả đoàn 3-40 em Phật tử thanh niên không, mà đứng khóc sức mướt ở sân bay à. Tức là khi thầy về cái mấy em nó cảm thấy nó bơ vơ, nó cô đơn. Tại vì khi mình đi qua đó mình cũng để là một cái hơi ấm của tình người và ánh sáng của Phật Pháp mở ra, để cho các em nó có thể bình yên giữa đất khách quê người, khi nó phải đối diện với biết bao nhiêu khổ sở. Thầy có tới cái trung tâm hỗ trợ nhịp cầu cho văn hóa Việt Nam, những cái người khổ sở Hàn Quốc đi tới đó, đa phần là những cô dâu đi tới đó. Thầy thấy có mấy bà mẹ đi qua đó, đeo vàng từ đầu tới chân. Thầy nói luôn, thầy nói không phải là cái đó là tiền của con cái mình, là bằng sức lao động không đâu, trong đó có cả nước mắt và máu, bằng cái nhân phẩm của đời người con gái. Khổ sở lắm, cho nên đừng có xe xua, đừng có mà phung phí tiền bạc, sống giản dị thôi, cho con của mình nó bớt gánh nặng. Nó có nhiều em Phật tử nó suốt cả chục năm gia đình con gọi điện là con sợ, không hề hỏi thăm con một câu, mà chỉ hỏi tiền có không.
ở nhà không lo làm ăn, đánh bài, đánh bạc. Sợ quá, bảo lãnh mẹ qua, bảo lãnh qua tới Hàn Quốc còn gọi điện về Việt Nam bao lâu. Chịu đời con nói không? Nó bây giờ con không biết làm sao nữa, mẹ con như vậy đó. Cho nên ở đây thầy đưa cái hình ảnh mà của hai vợ chồng với hai cái người con mà tới chùa thầy xin ở đó, để cho quý vị thấy được rằng cái mối tương quan giữa mình với người khác bằng cả sự nỗ lực của hai phía. Khi mình ý thức được mình phải xây dựng cái ngôi nhà bình yên cho chính mình, thì cũng có nghĩa là xây dựng cho người thân của mình. Ai cũng nghĩ như thế thì bỗng dưng chúng ta sẽ bình yên. Tức là có đồng một quan điểm, có đồng một cái tư duy, mà nhất là tư duy chân chánh của người học Phật. Nếu không chúng ta sẽ phiền lụy liên tục. Nó có người sống với nhau 30 năm rồi còn kéo nhau ra tòa ly hôn kỳ ghê. Có cháu nội cháu ngoại già năm mấy 60 tuổi chở ra tòa ly hôn, thầy thấy kỳ quá. Hỏi lý do gì sao? Cái cô đó cô nói con không chấp nhận được ổng đó, ổng giờ hư lắm. Ổng đi tập thể dục buổi sáng đó mà quen hết bà này tới bà kia. Mà chỉ đi tập thể dục thôi mà cũng quen. Thầy nói thì quen có làm sao đâu. Bà nói không, không phải quen đơn giản, còn hẹn hò, còn viết thơ với nhau. Trời ơi, con đọc con nghe mắc cỡ quá. Thầy nói ai kêu bà đi đọc mấy cái đó. Bà đọc chú Đại Bi có lòng bà bình yên không? Bà nói trời sao không đọc. Tự nhiên nó ngay trước mặt mình mà không đọc. Ổng bỏ quên cái điện thoại, cái bà đó bà nhắn tin. Trời em nhớ anh quá, anh yêu. Trời con đọc con nghe, con sẵn hồn con tưởng đâu nhắn tin lộn không à. Con cầm cái điện thoại lên con coi, trời ơi té ra là một loạt những tin nhắn hẹn nhò hò nhau đi ăn xăm bổ lượng, đi ăn gì tùm lum tùm la. Thầy nói ta đi ăn thì ở nhà bà khỏi làm đó, bà khỏi nấu khỏi lo mà còn khỏe nữa, phải không? Bây giờ bà cứ giao luôn cái ông đó cho cái bà kia, bà quản lý đi thì bà khỏe, bà khỏi giặt vũ, khỏi có lo gì hết, miễn sao bà quản lý được tiền lương của ổng thôi. Phải không mấy chị? Mình giữ cái trái tim người đó nó quan trọng hơn giữ cái xác vô hồn, phải không? Không có cần. Khi mà anh đã vô tình vô nghĩa anh cứ đi, tôi không cần nữa, trái tim của anh bây giờ tôi không cần giữ nữa đó. Hồi nào anh hát trời, trong muôn ngàn triệu ngăn có một ngăn dành trong trái tim em, ghê. Quý vị nhớ có cái bài hát đó không? Trời ơi, ngày xưa nói ngọt vậy bây giờ cái không còn nữa. Cái cô đó cổ nhắc lại cái câu đó. Thầy nói thôi không cần đâu, giữ chi mấy cái đó cho nó mệt vậy. Giữ trái tim thôi, trái tim không giữ được buồn. Giờ giữ tiền để nuôi con, để lo cho con cả gia đình. Còn ông muốn đi đâu ông đi đó, coi như đừng làm phiền tôi. Cái cô đó cô nói có thầy ở trong gia đình nó phải có người này người kia sống cho đàng hoàng, con cái nó mới dạy dỗ được chứ, còn lăng nhăng vậy sao được. Thầy nói chứ bây giờ làm sao, mình sống bằng cả ân tình mà họ sống lăng nhăng như vậy mình làm sao? Chẳng lẽ đi cãi lộn hoài rồi dùng áp lực đi mét cha mẹ, mét không được rồi cha mẹ cũng binh vực, ban đầu cũng la rầy sơ sơ rồi thôi, rồi cuối cùng đưa nhau ra tòa ly hôn kỳ ghê. Thầy nói ly hôn rồi vui hay buồn? Cũng buồn. Thầy nói gì ly hôn chi, thôi cứ giữ như vậy, tại vì gốc nó cũng đã buồn, ở chung cũng buồn, ly hôn cũng buồn, thì thôi cứ ở chung đi. Buồn nhưng mà con cái nó còn được bình yên, và mình phải biến cái nỗi buồn đó mình lấp nó bằng những cái niềm vui khác, như mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình đi chùa. Chứ ngồi ở nhà cứ nghĩ hoài giờ này anh ở đâu, trời ơi đó, anh đi với ai, anh làm cái gì, thì ngồi ở đây sao bà tu được đó. Cứ niệm Phật thôi, mình sống với Phật đi cho nó bình yên. Cho nên trong cái cuộc sống của mình, quý vị mà cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống vắng, cảm thấy bị mất gốc, đau khổ và cần được trị liệu, thì thầy nghĩ quý vị đừng có nên tìm tới một cái mối quan hệ nào đó trị liệu bằng cách thỏa mãn cái suy nghĩ của mình, cái mong muốn của mình, mà chúng ta hãy trị liệu bằng một con đường tâm linh, đó là phải bằng tình cảm của tâm linh. Tức là phải học cái cách trị liệu cho chính mình, làm thế nào để mình được thoải mái, để mình xây dựng cho mình một cái ngôi nhà đích thực, thì chúng ta mới có thể tặng cho người khác cái căn nhà đó, thì cuộc sống của chúng ta mới bình yên. Cách duy nhất chỉ là điều phục tâm thôi, điều phục những cái suy nghĩ ở trong lòng của mình, những cái ham muốn của mình thôi, chứ không có cách nào khác hơn. Đừng có bắt người ta đem tới cho mình, người ta đem tới cái này người ta sẽ đem tới cái khác. Không bao giờ người ta đem không đâu quý vị, ta có điều kiện hết. Thầy biết có một cái anh đó cũng sống không có tốt, không có đối xử tốt với vợ, ra ngoài rồi có bạn có bè, rồi cuối cùng là cũng nhận ra cái sai lầm của mình, rồi quay về
nhưng quay về cũng có điều kiện là phải đưa cho tôi mớ tiền. Thấy tội nghiệp không? Thì người vợ đương nhiên phải hy sinh thôi, giữ chồng thì phải đưa tiền, mà đưa tiền thì cũng xót ruột, nó là cũng buồn trong lòng, đưa tiền cho ổng là ổng đưa tiền cho mẹ kia nữa, tức là cái mối quan hệ cũng còn. Cuối cùng phải đánh lừa cái cảm xúc của mình, thôi kệ, mắt nhắm mắt mở đi. Nhưng mà đâu có xử lý được cái phiền não trong tâm, chấp nhận nhưng mà không xử lý được. Cho nên người học Phật của chúng ta đằng nào cũng phải đối diện với khổ đau. Chỉ có cách duy nhất đó là xử lý những cảm xúc về tình cảm trong tâm của mình theo hướng con đường tâm linh của Phật giáo thì chúng ta mới bình yên. Để kể quý vị nghe một câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế. Thì lúc bấy giờ đó có một đạo nhân, tức là một tu sĩ của tôn giáo khác đó, tu tập suốt 12 năm. Ông ta tu cũng tinh tấn lắm, vô rừng ở, và ông ta thường ngày là ngồi thiền ở một cái gốc cây. Ông không đi ra ngoài, tại vì cái ông đạo nhân này đó là ông biết cái tánh của ông, mặc dù ông lớn tuổi, ông 50 tuổi rồi, 40 mấy 50 tuổi rồi. Thì cái người Ấn Độ hồi xưa đó quý vị biết, hồi nhỏ là học, khi lớn lên 18 tuổi là lập gia đình, bắt đầu họ sẽ làm ăn sinh sống, đẻ con đẻ cái, gầy dựng sản nghiệp, cho tới ngoài 40 họ phải dừng lại, họ giao sản nghiệp đó lại cho con thế hệ thứ hai. Tức là giống như 20 tuổi lấy vợ đẻ con, là tới 40 tuổi là con mình 20 tuổi thì con mình nó quản lý được gia đình và tài sản đó. Thì tất cả những người đàn ông đó có cái xu hướng là lui về sống đời sống nội tâm, và thường là vô trong rừng. Thì cái ông đạo nhân này, ổng biết ổng có một cái tật xấu là ổng sống tham dục, ổng nặng về tham dục quá, cho nên ổng tách ly với cuộc sống bên ngoài. Ổng đi vô rừng sâu mà ở, ổng ngồi thiền quán dưới gốc cây bên một cái bờ sông. Mà quý vị biết suốt 12 năm như vậy, 12 năm, quý vị nghĩ thời gian nó dài hay ngắn? Rất dài. Khi chúng ta bận rộn thì 20 năm chúng ta thấy nó nhanh, còn khi chúng ta ở không, xin lỗi, một ngày nó cũng dài, nhất là chúng ta phiền muộn. Mà 12 năm suốt như vậy, ông ta ở trong một cái rừng đó mà ông vẫn không bỏ được cái tâm tham của ông. Lúc nào trong ý của ông nó cũng loạn lên, và ông luôn liên tưởng tới những dục vọng. Ông biết ông có cái tật đó, cho nên ông ép ông ở trong rừng để cách ly, nhưng mà không diệt trừ được. Ông khổ quá là khổ, thân ông ngồi yên mà ý của ông thì nó dông ruổi khắp các nơi, cho nên tu 12 năm mà không có đạt được cái sự an lạc. Thì Đức Phật quán chiếu là có cái duyên độ cái ông này, cho nên Đức Phật mới hóa hiện ra thành một vị sa môn. Và Đức Phật đi tới cái khu rừng đó, đến bên cạnh ông ta. Đức Phật ngồi ở bên cạnh đó, rồi Đức Phật cũng im lặng, ổng cũng im lặng. Rồi ổng nhìn qua Đức Phật, Đức Phật cũng nhìn ổng, và Đức Phật không nói tiếng nào, ổng cũng không nói tiếng nào. Đức Phật thì biết hết tất cả những suy nghĩ trong tâm ý của ổng. Ổng cố gắng lắm, quý vị biết, ổng hái lá cây rừng ăn, uống nước sông, nước suối vậy thôi, để mà cắt đi những cái ham muốn ở trong cái sự đòi hỏi của ông. Nhưng mà cái tâm của ông vẫn loạn bởi những cái dục vọng đó. Đức Phật biết hết. Thì một buổi sáng nọ, Đức Phật trú ngụ ở đó một đêm với ông. Đức Phật ngồi yên tới buổi sáng đó, Đức Phật ngồi gốc cây bên đây, ông ngồi gốc cây bên kia. Thì bây giờ ở dưới sông có một con rùa, nó từ từ nó bò lên. Thì cả hai nghe cái tiếng sột soạt của lá cây đó, nhìn ra Đức Phật và cái ông này đều thấy con rùa từ dưới sông bò lên. Khi mà con rùa dưới sông nó vừa bò lên được một đổi thì theo sau đó là một con rái cá. Nó đang đói, nó đuổi theo, nó vồ con rùa, nó chụp lấy con rùa. Thì con rùa nó rút hết 4 cái chân, cái đầu và cái đuôi, nó rút vô trong cái mai. Thì con rái cá không làm gì được. Con rái cá nó khôn lắm, quý vị biết, nó lật con rùa lên, nó cũng không làm gì được. Con rùa cũng rút vô, coi như giấu kín hết. Con rái cá không làm được, lấy cái tai cái nó khiều khiều. Quý vị biết con rái cá mà chuyên môn nó lặn, nó bắt cá mà, nó đang đói mà, cho nên gặp con rùa nó mừng lắm. Thì nó không làm gì được con rùa hết, nó lật tới lật lui, cuối cùng nó bỏ đi. Đó, bỏ đi thì sau một lát yên tĩnh thì con rùa mới thò đầu ra,
quan sát, nhìn qua nhìn lại, thấy không có gì, bắt đầu nó mới thò hai cái chân trước ra, rồi từ từ nó mới thò hai cái chân sau ra, và từ từ nó bắt đầu bước chân đi và nó thoát nạn. Chứng kiến cái cảnh đó thì lúc bấy giờ cái ông đạo nhân mà tham dục 12 năm ở yên trong rừng đó mới hỏi cái vị sa môn, tức là không biết đây là Đức Phật, mới hỏi cái vị sa môn là: thưa ngài, cái con rùa này nó có cái bộ áo giáp giữ được, bảo vệ nó, cho nên nó giữ được cái thân mạng. Thì lúc bấy giờ cái vị sa môn mới nói: tôi nghĩ thế gian này chẳng bằng cái con rùa, nhiều người trong thế gian này chẳng bằng cái con rùa này, không biết vô thường, cứ buông lung tâm ý của mình theo những dục vọng, cho nên bị những trần cảnh ở bên ngoài lôi kéo, chi phối, làm cho tâm không bao giờ yên, dù cố ép thân mình ngồi yên như thế. Tại vì Đức Phật biết hết cái tâm ý của ông này, cho nên Đức Phật khai thị nói trúng phốc ngay bệnh của ông mà. Những người trong thế gian này cứ bám theo trần cảnh, chạy theo dục vọng, cuối cùng đánh mất đi cơ hội an tĩnh tâm hồn và làm cho tan thân mất mạng, sanh không có đầu mối, chết không có điểm kết thúc, trôi lăn liên tục như vậy trong sanh tử luân hồi, khổ não muôn trùng, tất cả đều do tâm tham dục mà sinh ra. Thì cái vị đạo nhân này khi nghe sa môn nói như thế mừng quá, nhưng mà không hề biết tại sao cái vị sa môn này lại hiểu hết những cái suy nghĩ ở trong lòng của mình đó. Mà biết được cái ngoại ma nó chi phối mình, rồi mình nó lại đắm chìm theo thất tình lục dục, rồi phải trôi lăn trong sanh tử, cho nên lúc bấy giờ đó cái người đó mới im lặng, mới nhìn cái vị sa môn. Vị đạo nhân mới hỏi: như vậy thì phải làm sao để tôi có thể đạt được sự tịch tịnh? Mà quý vị biết trong kinh chữ tịch tịnh tức là niết bàn, tức là cầu cho chứng quả niết bàn đó. Thì lúc đó cái vị sa môn mới nói như thế này, dùng một bài kệ để giải thích: thân này chẳng lâu bền, rồi sẽ về dưới đất, thân hoại thần thức đi, sống tạm tiếc tham gì, những ý nghĩ dấy khởi, đến đi không đầu mối, nghĩ tưởng đều sai quấy, tự chuốc họa vào thân, tất cả do ý tạo, chẳng phải cha mẹ làm, siêng năng theo đường chánh, làm phước chớ theo tà, giữ sáu căn như rùa, buộc ý dựng như thành, dùng trí thắng ma quân, vượt qua hết tai họa. Khi nghe bài kệ này, vị đạo nhân đã lập tức hiểu rõ được nguyên nhân khổ đau của mình suốt một thời gian dài, và trong 12 năm trời ép thân ép xác của mình vẫn không thoát được. Bây giờ hiểu ra được điều do tâm ý hết, cho nên ngay nơi đó ông đã chứng liền quả A-la-hán nghe quý vị. Chưa xuất gia, chưa xuất gia làm sa môn, nhưng nghe Đức Phật khai thị và ông ta nhiếp tâm trú vào trong cái bài kệ đó, thấy rõ được tất cả những nguyên nhân đưa tới đau khổ trong lòng, ông chứng quả A-la-hán. Cho nên khi ông chứng quả A-la-hán thì ông biết được cái vị sa môn này chính là Đức Phật. Thì ông quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn: đệ tử xin chí thành đảnh lễ và cầu xuất gia làm sa môn. Đức Phật nói: tốt lắm thầy tỳ kheo. Mình nghe bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu thời pháp mà chúng ta không có ngộ đạo. Chúng ta nghe thì cũng có nghe có hiểu đó, nhưng mà rồi chúng ta không đủ cái bản lĩnh để chúng ta dứt mình ra khỏi những cái xúi dục ở trong tâm của mình, những cái ý niệm xấu nó dẫn dắt mình, chúng ta không đủ bản lĩnh. Mấy ngày nay thầy phiền một cái cô Phật tử, quý vị biết một ngày gọi cho thầy gần 20 lần. Mà thật ra cái cô này tốt lắm, cổ ở Cần Thơ, cổ đang đi giúp việc cho một cái gia đình đó, mà cổ ăn chay trường. Nhưng mà khi bắt đầu cổ đi giúp việc cho gia đình đó thì cổ không ăn chay được,
Tại cái gia đình đó giàu có mà ăn uống cầu kỳ lắm, bắt cổ phải mua những thức ăn sống, những con cá còn sống, những con gà còn sống để làm thịt. Cổ không làm được, cổ chịu không được. Rồi cổ về cổ nấu ăn, rồi cổ phải nêm nếm, cổ khổ sở quá đi. Và cổ thấy lòng rai rứt vô cùng. Thì cổ mới tìm tới thầy, cổ mới hỏi bây giờ cổ làm sao. Bây giờ gia đình cổ cũng khó khăn, và cái nhà này, cái nhà chủ này trả lương cho cổ cũng hậu hỷ, mà cũng khó lắm mới tìm được cái công việc nó ổn định, nó tốt như vậy. Đó. Bây giờ cổ phải làm sao? Thầy nói nếu mà con ăn chay trường thì con cứ ăn chay trường. Và trong cái công việc của mình khởi tâm từ bi, làm sao để hạn chế cái nghiệp sát sanh. Vậy mà cổ cứ gọi hoài, cổ nói bây giờ con phải làm sao? Thầy nói vậy rồi cổ không hiểu. Thầy mới nói là bây giờ con cứ ăn chay trường, cứ ăn bình thường. Cổ nói như vậy, giờ con phải mua đồ, con không làm, con cũng phải xúi người ta làm. Con cũng bắt người ta đập đầu cá lóc, con cũng bắt người ta cắt cổ gà. Nó rồi đợi người ta nhổ lông tại chỗ, ta làm thịt tại chỗ, con đem về. Thì con cũng xúi người ta, con cũng tạo nghiệp sát. Thầy nói đúng rồi, tạo nghiệp sát thì cũng phải cộng nghiệp. Thầy nói coi cái đĩa mà thầy giảng giải trừ nghiệp sát đó. Cổ nói con có coi, và con thấy là con tạo nghiệp. Thầy nói đã thấy mình tạo nghiệp, tại sao không dừng lại? Cái cổ quyết định là bây giờ cổ không làm nhà đó nữa. Cổ xin nghỉ. Cổ nói bây giờ đó mình đã khổ nhiều là do mình sát sanh hại vật, do mình tham dục rồi. Bây giờ mình biết được cái điều này, mình phải dừng lại. Mình đã ăn chay trường 10 năm rồi, mà bây giờ đó tự nhiên như vậy rồi làm sao? Mà cứ gọi điện băn khoăn hoài. Thầy nói con ơi đừng có gọi cho thầy nữa. Bây giờ đó cái công ăn việc làm của con cứ thỏa thuận với gia đình đi. Bây giờ con ăn chay trường, có thể con nấu chay thật ngon cho gia đình ăn. Thí dụ như tháng ăn mấy ngày đó, con cứ giữ được cái ăn chay của con mà có thể khuyến hóa người khác. Còn hạn chế lại những cái ngày ăn mặn đi, cho gia đình nó cũng bớt cái nghiệp sát, mà con cũng bớt cái nghiệp. Rồi không biết nói làm sao đó, không được. Rồi cái gọi cho thầy nữa. Nói bây giờ là gia đình ta không đồng ý. Thầy nói không đồng ý thì con phải tự lo, chứ còn cái vấn đề nghiệp sát này thầy đâu có biết nói làm sao. Có đó công ăn chuyện làm, thầy đâu có suối con bỏ được. Suối là tiền gạo đâu mà con nuôi gia đình. Mà quý vị biết gọi liên tục, cuối cùng ngày qua thầy mới la cho. Mới nói vậy nè, con xin chủ nghỉ rồi. Thì cái cô chủ cổ mới nói ăn chay là sai. Ăn chay là không có đúng, là tại vì ăn chay nó sẽ bị bệnh, nó không đủ chất. Cộng thêm nữa, tuổi trẻ mà ăn chay sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong đời sống gia đình, và sau này sẽ không có con. Không biết cái bà này bà đọc cái tài liệu nào đâu bà nói vậy. Cộng thêm nữa, bây giờ đó công ăn việc làm mà lo cho cái nhà này như vậy, bây giờ bỏ ngang bao nhiêu người ở đây người ta không có cơm ăn như vậy đó, ăn chay trường là tội lỗi lắm. Cậu mới gọi điện cho thầy, cậu hỏi bây giờ cái cô chủ nhà đó nói có đúng không. Trời ơi thầy bực gì đâu, thầy nói con không nghe ai, con nghe chứ mệt quá. Thầy nói nếu mà ăn chay mà nó bệnh hoạn, nó không khỏe gì, mấy con bò mấy con trâu nó bệnh hết rồi, nó ăn cỏ không đó, nó có ăn gì đâu à, phải không? Người ta nó khỏe như trâu đó. Thầy tức quá thầy phải nói vậy. Thầy nói con nhìn thầy coi, thầy cũng mập mạp cũng hồng hào đó, nó mặc dù đi bệnh viện hoài. Tự nhiên đổ thừa cho ăn chay không có khỏe mạnh là không có đúng. Rồi bây giờ đó cổ cứ nói là cái cô chủ của nó đúng, là bây giờ con mà ăn chay trường con không nấu ăn nữa cho cái nhà này không lo đó, thì cái nhà này đói, cái nhà này khổ như vậy là không phải ăn chay. Ăn chay vậy là ác độc lắm. Cũng đi hỏi mình mà giải thích hoài không nghe. Thầy nói bây giờ sao con muốn nghe ai, con nghe thầy mệt quá rồi. Bây giờ cái người mà có ăn chay, cái người mà có học Phật đó, người ta sẽ nhìn thấy cái ăn chay nó khác. Còn cái người không ăn chay người ta sẽ nhìn khác, và người ta sẽ bảo vệ quyến thuộc của họ. Tức là quyến thuộc của những người không ăn chay, giống như dân nhậu là có đủ lý do để bảo chữa, sao mà mình phải nhậu, phải không mấy anh? Mấy anh mà thích đi quán cà phê mà đèn chớp nhá, mà anh sẽ có đủ lý do gì sao tôi đi tới đó. Tôi mất đi ký hợp đồng, tôi mất lo làm ăn, bà nhiều chuyện quá, phải không mấy anh? Im gù hết. Thầy mới nói với cái cô đó, thầy nói con à, cái người không ăn chay họ sẽ bảo vệ quyến thuộc không ăn chay,
con ăn chay, con đã nghe Phật pháp, con đã nghe băng rồi, con phải phân định được cái nào chứ. Cái cổ mới nói, vậy cuối cùng con nghỉ hả thầy? Để con nói với cô chủ là con nói thầy nói nghỉ. Thầy mới la cho thầy, nó nói tào lao vậy? Thầy không có xuống nghỉ. Thầy chỉ nói là ăn chay là tạo nghiệp thiện, mà tạo nghiệp sát thì phải gánh lấy hậu quả. Tự động vậy đó. Rồi cái cũng đi nói với bà chủ. Cái bà chủ đó mới nói, trời, cái ông Thiện Thuận là cái ông thầy nào mà nhiều chuyện vậy? Cũng đi gọi điện cho thầy kể lại. Thầy, coi thầy giận không? Giận được không? Thầy nói thôi đừng có gọi cho thầy, mà gọi hoài, gọi quỷ quý vị biết, 11 giờ nửa đêm còn gọi nữa. Con băn khoăn quá, con không ngủ được, bây giờ con phải nghỉ với con làm. Thầy nói, trời đất ơi, sao thầy biết được? Con nói con nghỉ thì bây giờ con chưa có việc gì làm hết, mà cái thu nhập ở đây cũng cao, một tháng con được 5-6 triệu lận. Quý vị biết đi làm ô xin nếu quên, tháng 5-6 triệu là cũng khá lắm, lo được cho gia đình. Mà giờ con nghĩ con không biết làm gì hết. Thầy nói cái đó tùy con thôi, hễ mà tạo nghiệp sát thì gánh lấy cái quả báo sát sanh thôi, chứ còn thầy đâu có can thiệp được. Chứ tự động đi nói thầy là thầy kêu nghỉ gì, cái bà đó ba gây với thầy là phải rồi. Mà mai mốt đừng có nói kiểu đó nha, không nói kiểu đó kỳ quá, tự nhiên đi lôi thầy đi vô mấy cái chuyện này. Quý vị thấy có những lúc chúng ta cũng không có thể nào vượt qua được, do cái cuộc sống, do cái căn nhà bình yên của mình nó không phải là căn nhà bình yên. Rồi những cái nơi mà mình ở nó cũng không phải là bình yên. Bây giờ làm sao? Có những trường hợp chúng ta phương tiện được, nhưng mà có những trường hợp chúng ta đâu có phương tiện được. Giống như mấy em ở Hàn Quốc đó, quý vị biết đạo Tin Lành ở bên Hàn Quốc rất là mạnh. Và đạo Tin Lành đặc biệt là nó có một cái hội tương trợ để giúp đỡ người Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở bên đó rất là mạnh. Tạo công ăn chuyện làm và cho tiền, cho bạc, với điều kiện là phải vô đạo. Thì mấy em nói bây giờ con không có chùa, rồi con cũng quy y Tam Bảo, vậy con đi vô cái nhà thờ đó là con có phản bội Phật không? Thầy nói không, cứ bình thường, cái này có thể phương tiện gì cuộc sống mà, chứ đâu có gì đâu. Cái nói con quy y Phật là không, đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, vậy con vô nhà thờ con quy y thiên thần quỷ vật rồi. Thầy nói đâu có, đi đi thôi chứ đâu có quy y. Con đi vô chùa, ấy con đi vô chùa con niệm Phật, thì bây giờ con đi nhà thờ con cũng cứ niệm Phật. Nó nói vậy con lừa Chúa hả thầy? Thầy nói không, không có lừa. Tại vì Chúa sanh ra trong cuộc đời này là với mục đích làm hạnh phúc cho con người. Mà con niệm Phật là hạnh phúc của con, chẳng lẽ Chúa nở lòng nào từ chối hạnh phúc của con khi con niệm Phật? Phải không? Phải không quý vị? Thì cái đó phương tiện được, mình không có lừa gạt ai hết, mình sống thật với cái tâm mình. Mình niệm Phật mình đâu có gây chiến tranh cho thế giới đâu, thấy không? Đó, mình niệm Phật để lòng mình bình yên, để mình không gây đau khổ của ai, Chúa cũng ủng hộ thôi. Tại vì Chúa mục đích ra đời là để cứu con người thoát khỏi khổ đau, cho nên Chúa phải chấp nhận bị đóng đinh trên cây thánh giá để chuộc lại cái khổ đau cho con người. Mà con không được niệm Phật là con khổ lắm, cho nên con niệm Phật Chúa ủng hộ con. Quá dễ thương. Chứ bây giờ đi chùa ở đâu? Không có chùa thì phải đi nhà thờ, phải không? Mà nếp sống của mình là nếp sống của người tỉnh giác, chánh niệm. Niệm Phật tức là sống tỉnh giác, chánh niệm. Đó. Như vậy chúng ta sẽ bình yên hơn. Cho nên quý vị thấy tất cả những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống tự thân của chúng ta, nhất định chúng ta phải xây dựng trên mối quan hệ tình cảm và tâm linh. Quý vị nhớ tuyệt đối không có tình dục trong này. Tình cảm và tâm linh, tình cảm để mình trải cái lòng từ bi của mình, và tâm linh tức là nó khắc chế lại cái tình cảm đó, có bằng một ánh đuốc soi đường, tức là trí tuệ. Thì chúng ta mới xây dựng được cái ngôi nhà bình yên cho bản thân mình. Đó, quý vị phải chú trọng tới cái vấn đề mà tình cảm và quan hệ tâm linh. Đây là một cái liệu pháp rất là lành mạnh, đưa chúng ta tới bình yên. Nếu ngược lại chỉ có tình dục, tức là sự đòi hỏi bản thân của mình thôi đó, thì chỉ còn lại sự tan hoại, không có tồn tại được đâu thưa quý vị. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đang đi tìm kiếm cái mối quan hệ của mình trong cuộc sống, cho nên nhất định tình cảm không thể thiếu. Như quý vị đi tới chùa có tình cảm không? Có chứ, phải có tình cảm với lại chư tăng chư ni ở ngôi chùa đó, rồi Phật tử đạo tràng đó, cho nên mình mới đi. Chứ không có tình cảm, xin lỗi, nhà sát bên không đi, chứ chùa xa 100 cây số cũng đi, chắc chắn như vậy đó. Giống như con, tại sao thầy khác không đi nghe mà thầy Thiện Thuận giảng mới nghe?
cũng tình cảm phải không con? Vậy thầy Thiện Tuấn dễ thương đó. Bây giờ mình tu tập mà mình bỏ cái tình cảm ra, chẳng lẽ mình thành cây khô đứng trên đá? Sống không tình yêu là chết mà biết thở. Làm sao mà không có tình cảm được? Cho nên chúng ta phải xây dựng mối tình cảm trong cái đời sống của mình bằng nền tảng tâm linh của Phật giáo thì mới có thể kiến tạo được một cái ngôi nhà bình yên. Nó có cái truyền thống của cái cuộc sống của mình. Xin lỗi, mình sống chúng ta có thể theo cái truyền thống của gia đình mình, tức là dẫn cái mối tình cảm giao du như thế nào. Nhưng bây giờ nó sẽ cộng thêm cái ánh sáng tuệ giác của Đạo Phật, thì quý vị mới có thể cảm nhận được hết cái giá trị của con người khi trải qua sự được mất bại thành mà tấm lòng của chúng ta đang bị tác động bởi nó. Vẫn là tình cảm thôi, quý vị thấy không? Cho nên mình mới đến với người đó, mình mới chọn người đó là bạn đời của mình, mình mới kết giao với họ. Rồi cũng từ con người mà nói lời yêu thương mình, hôm nay họ lại để cho mình cả một bầu trời đau khổ. Một trái tim trọn vẹn như thế này mình tặng cho họ, xin lỗi cha mẹ mình cũng để qua một bên, tất cả vì người đó mà cuối cùng họ dẫm nát trái tim mình, thì quý vị làm sao? Cho nên chúng ta muốn hiểu nhau, muốn có những thông tin thật sự để trao đổi gửi gắm tình cảm tâm tư cho nhau, chắc chắn quý vị phải thực tập tâm linh theo tinh thần của Đạo Phật. Chúng ta phải lắng nghe nỗi đau khổ của chính mình. Có những nỗi đau khổ ở trong tâm của mình hiểu được rồi thì chúng ta mới hiểu được nỗi đau khổ của người khác. Đa phần chúng ta không chịu nghe. Mình chỉ đòi hỏi những cái của bản thân mình thôi, chứ mình không có hiểu được cái nỗi đau khổ của mình. Khi mình bị bỏ rơi mình khổ cỡ nào? Quý vị biết có một cái anh Phật tử đệ tử chùa, ảnh khổ ghê lắm. Tức là ảnh lấy vợ mà gia đình cũng không đồng ý, là tại vì cái chị này, gia đình của chị là gia đình mà nổi tiếng là hung dữ ở trong cái thị xã đó. Và bản thân cái chị này cũng từng tham gia đi đòi nợ mướn. Vậy mà không hiểu sao cái anh này, mà quý vị biết có học đàng hoàng nha, hiền lành, vậy mà thương cái chị này. Cuối cùng cha mẹ cũng phải chịu thôi. Thôi nuôi con tới lớn thì con cái nó thương ai thì thôi mình tác hợp cho nó. Rồi xây dựng gia đình, chị này không có hiền lành, mất lòng hết cả gia đình họ nhà chồng. Nhà hạ chồng rất là đạo đức, gia đình người ta đạo đức, người ta sống nhân hậu từ nào giờ. Đã như thế lại cộng thêm ngoại tình, anh này bắt được, cuối cùng cũng tha thứ. Cả nhà chồng cũng tha thứ cho làm lại từ đầu. Anh này, ảnh nghĩ tới những đứa con và cái tình yêu của ảnh dành cho cái người vợ, chấp nhận tha thứ hết. Cho tới một ngày cái anh này vừa đưa cái người em ra sân bay thì cái người vợ này lại cuốn gói, cuốn hết tài sản cô này đang giữ đi theo người tình. Thế mà thời gian trải qua 7 năm rồi anh này vẫn không quên người vợ phản bội đó. Ở nhà nuôi hai đứa con một mình coi cút vậy mà vẫn nhớ vợ, vẫn thương vợ. Quý vị thấy cái nghiệp không? Thầy mới nói thôi con ơi, người ta không thương mình nữa thôi, mình cũng cứ thương. Mình cũng thương người ta, nhưng mà đừng vì cái tình thương đó mà nó bi lụy để làm cho mình đau khổ. Thiếu cái sự chọn lựa của đời sống tâm linh, cho nên cuộc sống nó khổ liền. Thầy mới nói thôi con buông đi, con nắm giữ bao nhiêu năm tháng này, đã 10, 12 năm rồi. 5 năm sống chung với lại 7 năm rồi, bây giờ con buông đi. Con buông cái sự níu kéo đó đi, còn cái tấm lòng của con thì con cứ thả ra. Vì người ta không thương mình nữa thì thôi, thay vào đó bằng cách là niệm Phật, rồi tụng kinh đó. Lúc bây giờ ảnh mới thấy được cái đời sống của ảnh nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên quý vị thấy cái tình cảm rất quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Đừng có tưởng là mình tu hành rồi mình cắt hết tình cảm, không có đâu đó. Mình quý ai, người đó la mình cũng buồn. Thí dụ như bây giờ quý vị quý ni sư ở đây, mà tới đây ni sư la cho cái buồn không? Sao không buồn? Quý vị quý thầy, thầy la cho, thầy rầy cho buồn không? Có Phật tử giận thầy đó, nhắn tin đó, cũng giận sư phụ rồi. Trời ơi, ghê không? Thầy cũng không biết giận chuyện gì nữa, thầy cũng chẳng thèm để ý.
rồi xong rồi đâu cái tuần sau cái nhắn tin thêm cái nữa, con giận sư phụ luôn rồi, mô Phật. Thầy cũng đâu có biết là giận về chuyện gì mà thầy cũng không có hỏi nữa. Thầy cũng muốn nói thì nói, muốn giận cứ giận đi, trời ơi đâu có gì đâu à. Đời hoa vẫn đẹp trên đường quê hương mà, phải không? Ôi quê hương ta đó thì mình cứ đi bình thường thôi, mình đi với tâm niệm trong sáng, đừng có tham chấp là tự nhiên mình sẽ bình yên. Cho nên cái tình cảm của mình sở dĩ đưa tới khổ là do chúng ta đắm vào trong cái dục tình nó nhiều. Trong cái tình cảm, cái dục tình nó nhiều thì chúng ta sẽ khổ. Cái lụy đó nó sẽ làm cho chúng ta khổ. Cho nên quý vị thấy tại sao những người sống độc thân họ lại cảm thấy thông thả hơn những người có gia đình? Mình chỉ hiểu đơn giản là họ không vướng bận, thực ra không có đâu. Họ độc thân nhưng mà họ làm nhiều việc, họ cũng vướng bận nhiều thứ, nhưng mà họ không có đặt nặng cái vấn đề chiếm hữu, cho nên họ sẽ thoải mái hơn, tinh thần thoải mái hơn. Quý vị biết hồi đó thầy có học với một cái cô giáo, mà cô giáo này là dạy mấy thế hệ nha, dạy anh chị thầy xuống dạy tới thầy, tới dạy tới mấy đứa cháu thầy nữa. Tức là cổ dạy học 40 năm, cổ dạy giỏi lắm, mà thầy không biết sao giáo viên hồi xưa giỏi quá nghe, dạy ban A cũng được, dạy ban B cũng được. Tức là thường là ban A là không dạy được ban B, hãy mà dạy toán lý hóa là không dạy được văn sử địa. Vậy mà cô giáo này muốn nào cổ cũng dạy được hết. Mà cổ chủ nhiệm lớp của thầy, mà quý vị biết không, cái khi thầy về thầy học cái thầy khoe là cô giáo đó chủ nhiệm lớp thầy. Thế là có một cái anh ở cái bên nhà nó, thôi chết mày rồi, bà đó bà không có chồng bà khó chịu lắm, phải không quý vị? Phải mấy người không có chồng khó chịu không, phải không? Thầy thấy không phải. Quý vị nói như vậy là oan ức cho mấy cô không có chồng. Không phải ta không có chồng mà ta không thèm lấy chồng, cái này nó khác, phải không? Giống như cái cô Phật tử kia cứ bào chữa với thầy là xin lỗi con là bỏ chồng chứ phải bị chồng bỏ nghe thầy. Thầy nói con ơi, con bỏ hay ai bỏ con cũng khổ như nhau thôi, tranh chi cái đó. Cái quan niệm của dân gian người ta nghĩ vậy. Cái thầy mới hỏi sao mà không có chồng mà khó. Nó trụ bà khó khăn, bà rắc rối lắm, bà không có chồng á, bà dễ cáo gắt lắm. Thầy hỏi chứ có chồng sao mà không cáo gắt? Nó có chồng có người chia sẻ ta, cho nên ta bớt buồn, ta bớt phiền. Sau này hồi đó thầy cũng tin theo nha, sau này thầy học Phật nhiều thầy mới thấy không phải. Người ta cáo gắt là vì cái gì? Người ta sống nghiêm túc, vì người ta sống nghiêm túc cho nên thấy ai không nghiêm túc người ta khó chịu. Chứ quý vị thấy thầy hiền lành dễ thương chưa chắc đâu nha. Ai mà lơ tơ mơ tới thầy cũng la, ai mà lôi nhôi lóc nhóc thầy cũng la. Giống như bữa hôm thầy đi qua Hàn Quốc, có hai cái con nhỏ Phật tử đó, thầy giận nó gì đâu. Tức là cái anh đã dẫn thầy đi chăm cứu tại thầy đau cái chân quá đi, để dẫn tới cái bệnh viện mà y học dân tộc á, để người ta chăm cứu. Thì hai cái cô này là ở cái xứ đó cho nên biết dẫn đi. Mà từ cái chỗ thầy ở đi tới đó nó xa chứ đâu gần. Tự nhiên ngừng xe xuống ngay chân cái chỗ cái ngã tư đường, cái bắt thầy đi bộ thêm cây số mà thầy đau chân ngừng chết. Thầy hỏi tại sao vậy con? Nó nói tại vì mỗi nãy cái chị kia kêu con đi tới chỗ bà cục tay. Thế là xe nó ngừng tới bà cục tay để đi bộ tiếp. Thầy nói nhỏ này nó dễ dại ghê, ai biểu gì nó nghe, nói mai là dẫn tới bà cục tay chứ mai mốt nó dẫn tới cái bà khác thì chết tay. Xong đi bộ tiếp, đi vô cái bệnh viện đó, đăng ký tên này kia, mà thầy ngồi xuống cái bàn thầy thấy toàn là bao tử không à. Thầy đâu có đọc được chữ Hàn Quốc, thầy thấy toàn là bao tử. Thầy nói cái chỗ này giống cái bệnh viện chuyên khoa nội soi bao tử gì con, phải không con? Đăng ký ngồi đó cả buổi trời tới chừng kêu thầy lên đi vô nội soi bao tử. Trời ơi, chịu đời có nổi không? Thầy la cho một trận, thầy hai cái đứa này mày lôi nhô mày dẫn tao đi rồi sao bao tử. Mà nó lôi nhô lắm, có gì biết, nó lăn xăng lít xích lộn xộn vậy. Nó tên dùm, thầy nói dùm mà dùm, con làm ơn con đứng yên dùm thầy cái dùm. Ai cũng cười hết. Nó lóc chóc, nó nhiệt tình lắm quý vị. Rồi cuối cùng bắt đầu mới dẫn thầy đi tới cái chỗ cái phòng mạch của cái bệnh viện mà y học dân tộc mà quý vị biết. Phải nói cái anh bác sĩ đó, anh chăm cứu hay vô cùng. Thầy là thầy sợ chăm lắm quý vị biết. Mà thầy bận hai lớp áo đồ rồi thêm áo tràng, mà không có cần phải cởi áo ra, quý vị biết anh chăm ở trên da này. Chăm mà thầy không biết chăm luôn. Chăm hay như vậy đó. Thầy thấy cái kim dài vậy thầy ớn thần, người ta nói cái này không sọt vô tới tủy, sọt cái lũng phổi gì mà hay ghê. Chăm mười mấy hai chục cây vậy. Ông ngồi ông vừa nói chuyện thầy mà ông chăm lúc nào không hay, tới khi ông chăm với cái tay này thầy mới thấy. Còn trên da là thầy đâu thấy, chăm cái tay này thầy mới thấy nè.
chậm nhất là nghe chăng cái quỷ cái cùa chỏ. Nó thầy thấy anh rờ cái nhấn cái kim vô chỗ thầy cũng sợ mà không đau cái gì. Phải nó hay thiệt hay. Chăm xong á lết không. Tới lúc rút kim ra thầy mới sợ, cái tâm lý của mình nó sợ rồi bôi cồn vô nó rác. Nhưng mà hay thiệt nha quý vị, về thầy đi lên lầu xuống thang lầu nó không đau. Hai ngày thầy không đau chân nữa. Phải nó hay châm cứu hay á. Những cái biện pháp thông thường nữa mà dân gian đó quý vị thấy không, rất là hay. Tức là cái mối quan hệ tình cảm của mình là một mối quan hệ thực tiễn trong cuộc sống. Chúng ta điều chỉnh nó theo ánh sáng của đạo Phật, tức là chúng ta lấy chánh niệm ra làm nền tảng thì chúng ta mới bình yên. Có những nỗi đau khổ ở trong chúng ta không biết, chúng ta cứ chạy theo những cái muốn của mình. Mình cho rằng mình thấy mình chiều ý mình là mình hết đau khổ, xin thưa chưa chắc. Chúng ta phải nhận cho ra được cái bản chất thật của nỗi đau khổ trong mình, trong con người của mình, ở hiện tại và tương lai. Khi mình thấy được cái bản chất đau khổ của mình rồi, lập tức chúng ta sẽ hiểu thấu được nỗi đau khổ của người thân mình. Đó là mấu chốt để chúng ta cải thiện ngôi nhà của mình trở thành một mái ấm, một tổ ấm đích thực. Tâm lý của chúng ta thường hay sợ hãi, sợ mất cái này, mất cái kia, mất công ăn chuyện làm, mất tình cảm với người thân, sợ mất đi những người thân yêu của mình. Ai cũng sợ hết. Cho nên thầy nghĩ rằng chúng ta quay về với chính mình bằng một cái niềm tin rằng chúng ta phải đối diện với thực tại, cuộc sống là vô thường. Đây là một quan điểm sơ cấp trong Phật học, nhưng mà nó luôn có giá trị trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh đối với nếp sống gia đình của mình. Đó, như ngày hôm qua thầy nhận được tin của một chị Phật tử ở chùa thầy đó, có đứa con bị đột quỵ 32 tuổi chết ngay trên bàn, đứa con làm giám đốc. Chỉ có một đứa con trai một. Chị xỉu lên xỉu xuống đau khổ quá. Làm sao không đau khổ được? Thầy mới khuyên, thầy nói thôi bình tĩnh đi con, lúc này khóc á, thật ra nó cũng sẽ bớt được cái cảm xúc buồn, nhưng mà nó không giúp cho con của mình được bình yên. Cứ niệm Phật đi. Chỉ khóc, chỉ nói không được, chỉ nói con niệm Phật không được. Con chỉ muốn con của con nó sống lại. Quý vị thấy không, cái nỗi đau khổ mà. Cuộc đời này có những nỗi đau khổ đó. Chỉ nói tại sao con không chết, cho con của con được sống, con bằng lòng. Thầy nói làm sao con bằng lòng được, con muốn là một chuyện, còn cái định nghiệp nó là một chuyện. Cái nghiệp của con nó tạo đoạn đường nó đi tới đó, nó dừng lại thì thôi. Nhưng mà quý vị biết, cùng một chuyện đó, chị này cũng chơi với một cái gia đình đó, thì có một người mới nói, thôi, cái bà đó, bà đạo đức cái gì, nhà bà sẽ còn cái cảnh là đầu bạc khóc đầu xanh. Thầy mới mắng cái cô Phật tử mà nói cái câu đó. Thầy mới nói cô là quá tàn nhẫn. Nhà cô chưa có người chết hả? Con người ta chết người ta đau khổ như vậy, không chia sẻ mà còn nói thêm một câu là còn cái cảnh đầu bạc khóc đầu xanh. Chứng tỏ một câu nói này của một con người không có trái tim, quá độc ác. Quý vị thấy không, mình có giận người đâu, cách mấy gia đình họ có tan chế mình cũng đi tới mình chia buồn, phải không quý vị? Đó là cái đạo đức căn bản nhất của người Việt Nam, của con người với con người trong cuộc sống này. Thí dụ như mình xích mích với cái nhà kế bên, nó tranh chấp đất đai, nhưng mà nhà người ta có hữu sự tan chế mình cũng qua mình tiếp tay, mình dựng rạp dựng đồ, mình bưng nước bưng đồ, phải không? Mình làm đằng này còn mắng người ta thêm, còn chì chiết thêm, chứng tỏ những con người đó không có đạo đức. Đạo đức căn bản của con người thôi cũng không có, vậy mà làm giọng tu dữ nghe. Thôi bà không lo niệm Phật, con lo niệm Phật, bà đó vậy cho nên là nghe. Còn có cảnh này nữa, quá tàn nhẫn. Phải nói con người đau khổ, thầy mắng liền. Thầy nói cô đừng bao giờ đi tới chùa thầy nữa nha, đạo đức giả. Thầy nói thẳng luôn, thầy nói đạo đức giả. Tại vì cái đạo đức của con người với con người trong lúc mà hữu sự có nhau còn không có được thì nói chi tu cái đạo gì, phải không quý vị?
đạo con người mà họ không có nữa, đừng nói đạo Phật, đạo Thánh, đạo Hiền gì, thôi dẹp đi, bấm nút cho tôi được bình yên. Khi thương người ta thì nói khác, thì khi qua lại không thông thả rồi nói những câu mà nó tàn nhẫn như vậy thì sao gọi là Phật tử được, phải không quý vị? Trời ơi, Phật tử kiểu gì mà kỳ cục vậy? Thôi thầy không có chấp nhận cái đó. Cho nên chúng ta quay về với đời sống chính mình, có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận đối diện với thực tại. Thực tại đó là chia ly, là vô thường, là biến đổi. Cho nên khi chúng ta nhận được điều đó rồi, chúng ta sẽ khỏa lấp tất cả những tiêu thụ mang tính cách hưởng thụ trong tâm của mình, và chúng ta san bằng được những cái hố sâu của tham dục ở trong lòng mình. Lúc đó mới chính thức chúng ta xây dựng được ngôi nhà bình yên đích thực cho chính mình bằng những nhạy cảm của cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống này không có khó khăn, không có khó khăn lắm khi chúng ta đã thấu hiểu được điều này. Tại vì nỗi đau của mình nó tồn tại trong tâm của mình thì người khác cũng đau như vậy. Tại sao mình đòi hỏi người khác mà mình không sống bằng cách là đừng làm đau khổ người khác? Mình trách người khác, tại sao mình không trách mình? Cho nên từ từ chúng ta áp dụng được cái năng lực chánh niệm, chúng ta sẽ chế tác được những cái nỗi dục vọng ở trong tâm và những đau khổ của mình. Chính thức chúng ta hiểu được nó và ý thức được nó một cách rõ ràng. Chúng ta chỉ nói dơ đơn giản thôi: nỗi đau của tôi ơi, tôi biết là em đang có mặt ở trong cuộc đời của tôi, nhưng thôi em hãy ngồi yên đó để xem tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu lâu quý vị phải tâm sự với nỗi đau của mình chứ, phải không? Đừng đổ dầu vào lửa, tức là đừng có hằn sâu nỗi đau trong tâm mình. Đây cái sự sai lầm lớn của người Phật tử tu tập. Chúng ta cứ hằn sâu nỗi đau không à. Nhắc tới cái nỗi buồn là chúng ta nhắc thêm và tác, xúc tác thêm bởi những cái chất sân si, hận thù, cho nên nỗi đau đó không có kết thúc. Quý vị thấy không? Buồn ai cũng buồn, đau ai cũng đau. Nhưng mà tại sao có người buồn đau thời gian người ta khuây khỏa được? Là tại vì người ta không đổ thêm hận thù, chứ không phải họ quên đâu nha quý vị. Không phải họ quên đâu. Tại vì thầy, chính thầy thấy thầy cũng có những nỗi buồn và có những nỗi đau. Khi người ta đem tới cho mình giận lắm chứ đâu phải. Đó. Nhưng mà chúng ta không đổ thêm những cái chất xúc tác đó. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải quán chiếu và tâm sự với nỗi đau. Đó, ngọt ngào: nỗi đau của tôi ơi, tôi biết em có mặt trong cuộc đời của tôi đó, nhưng thôi, từ nay tôi sẽ không lệ thuộc vào em nữa. Em cứ đi đường em, tôi đi đường tôi, tạm biệt nhé. Nói đùa vậy thôi, thật ra đó là phương pháp quán chiếu thực tại đó. Tức là người tu tập thiền quán rất cần cái pháp môn này. Tức là lúc nào cũng quán chiếu thực tại của mình. Mà thực tại của mình là đi tìm hạnh phúc, không cần đi tìm, chỉ cần loại trừ đau khổ, phải không quý vị? Không cần giặt sạch áo, chỉ cần phát hiện điểm dơ, giặt chỗ dơ thôi, tự nhiên nó sạch. Đó, chúng ta không cần phải tìm hạnh phúc, chỉ cần loại trừ đau khổ, hạnh phúc sẽ hiện hữu. Bắt buộc chúng ta phải quán chiếu từng ngày một. Chúng ta khổ vì cái gì? Chúng ta đau vì cái gì? Nỗi đau khổ đã tiềm ẩn trong chúng ta bao lâu? Chúng ta nhận ra được sự hiện hữu của nó, có nghĩa rằng chúng ta đang tỉnh giác. Tỉnh giác là thành Phật rồi đó. Tức là chất Phật bắt đầu nó lớn dậy ở trong lòng của mình. Chúng ta chưa thành được Phật quả toàn mỹ toàn giác, nhưng ít ra chất liệu giác ngộ bắt đầu lan tỏa và thấm đẫm trong từng suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta nói bằng tâm giác ngộ, chúng ta làm bằng hành động giác ngộ, thì đó được gọi là Phật sự. Tức là những việc của Đức Phật nói, những việc của Đức Phật làm. Và hôm nay chúng ta bắt chước Đức Phật, chúng ta làm theo. Có những lúc chính chúng ta đau khổ mà chúng ta không hiểu được bản chất của nỗi đau khổ đó, và chúng ta đổ thừa cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta để lại. Chúng ta đổ thừa cho chồng, cho vợ mình gây ra. Chúng ta đổ thừa cho con cái, cho đồng nghiệp của mình đem tới. Đó. Thầy nghĩ bây giờ mình có cơ duyên mình gặp Phật Pháp rồi. Đó. Thì chúng ta có cơ hội để nhận diện và ôm ấp, chuyển hóa những nỗi đau khổ đó, vỗ về nó và thuyết phục cho nó sống yên, để mình được yên.
Chỉ có cách duy nhất là chúng ta hóa giải nó, đừng đổ thừa mà đối diện. Qua cách chúng ta thực tập, chấp nhận thì chúng ta sẽ chuyển hóa được tất cả những phiền não khổ đau trong lòng của mình. Và điều đó chúng ta có thể làm được. Cho nên cha mẹ không có lỗi, bạn bè không có lỗi, chồng vợ của mình cũng không có lỗi, con cái của mình không có lỗi. Mà chúng ta hiểu được rằng vốn cuộc sống đầy dẫy những đau thương, những khổ sở. Chúng ta nhận ra được nó là chúng ta hết khổ liền. Đây là một cái vấn đề khó chứ không phải dễ nha quý vị. Thí dụ như bây giờ mình không có tiền, mà mình thấy ra được mình nghèo khổ là do mình không có từng bố thí chia sẻ. Nhưng mà trước mắt bây giờ không có tiền uống thuốc, đã bệnh nó khổ rồi, bây giờ không có tiền uống thuốc nữa, rồi còn bị chồng bạc đãi nữa, làm bao nhiêu tiền đưa cho người ta hết. Quý vị chuyển hóa nỗi khổ đó bằng cách nào? Cuốn gói vô chùa cho sư Phương nuôi à? Chuyển hóa kiểu nào? Chúng ta vẫn phải đối diện với cuộc sống. Hiểu là một chuyện, thấy quý vị thấy không? Nhưng mà thẩm thấu lại là một chuyện. Ở đây chúng ta cần phải thực tập. Mình biết mình chưa từng gieo cái nhân bố thí chia sẻ, trên đời này mình khó khăn về vật chất. Cho nên chấp nhận cái khổ đó bằng một cái tâm hoan hỷ, bỗng dưng lòng chúng ta thanh thản. Còn trước đây chúng ta chấp nhận bằng một cái sức chịu đựng thì chúng ta sẽ mệt mỏi vô cùng. Đừng có so sánh. Tại sao người ta giàu có, tại sao người ta hạnh phúc, tại sao người ta nhiều của ăn của để, còn mình cũng cật lực, mình cũng sống đàng hoàng, tại sao mình khổ? Đừng có hỏi tại sao, chỉ đặt ra một vấn đề là sao trước đây chúng ta không khéo tu, phải không? Người ta kiếp trước có tu, ngày nay xa giá võng dù nghinh ngang, còn em kiếp trước không tu, đời nay mới bị nỗi u nỗi nần. Do mình đời trước mình tu tập nó không có tốt, mình đầy những tham chấp. Cho nên quý vị chỉ có một điều, nhìn thấy rõ nó và chấp nhận nó với cái tâm hoan hỷ, tự nhiên chúng ta sẽ bình an. Trong giáo lý tứ đế của Đức Phật nói, chúng ta không hiểu được gốc rễ của đau khổ khi chúng ta không biết lắng nghe tất cả những niềm đau ở trong tâm của mình, không biết nhìn sâu vào những niềm đau đó và ôm ấp nó bằng tinh thần chánh niệm. Quý vị thấy chánh niệm nó quan trọng như thế. Chúng ta phải nhận diện được nó và thấy được nó đang ở góc độ nào chi phối đời sống của mình, thì chúng ta mới có được một cái sự hiểu biết. Cho nên khi bắt đầu hiểu biết được gốc rễ của khổ đau thì tự nhiên năng lượng từ bi và hiểu biết nó sẽ phát khởi. Chắc chắn thôi, tại vì mình đang có chánh niệm mà, thì từ bi và trí tuệ nó sẽ phát khởi trong cuộc sống của mình. Từ bi và hiểu biết nó có công năng trị liệu được những đau khổ đó. Cho nên chúng ta vẫn ôm ấp niềm đau, nhưng mà ôm ấp để lắng nghe, chứ không phải ôm ấp để mà nuôi lớn mối hận trong lòng của mình. Hoàn toàn khác. Trước đây chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta ôm cái nỗi đau đó đầy hận thù, cho nên nghe tiếng nói của người làm khổ mình tự nhiên mình thấy nhói lòng. Mình thấy cái bóng dáng của cái người phản bội tự nhiên mình tan nát trái tim. Chúng ta cũng ôm nỗi đau bằng hận thù. Quý vị thấy khổ không? Bây giờ chúng ta cũng ôm nó, nhưng mà chúng ta ôm bằng sự hóa giải, bằng sự thông cảm. Cho nên ấm áp bắt đầu nó phát khởi. Khi chúng ta cảm thấy ấm lòng rồi thì đó chính là căn nhà hạnh phúc của chính mình trong nghịch cảnh khổ đau. Chính vì lẽ đó mà thầy thường hay đọc cái câu Đương Tự Châu cho quý vị nghe trong kinh, tức là tự mình hãy là hòn đảo bình yên cho bản thân của mình, chứ đừng bao giờ trông mong vào người khác. Tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ thoải mái hơn. Chúng ta nương tựa vào mình, không có nương tựa vào ai, và tự mình tạo cho mình năng lượng của yêu thương, không còn cô đơn, không còn tủi hờn. Quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều đó, và thông cảm hơn nỗi khổ của người khác, dù người khác lầm lỗi, dù người khác làm mình khổ, nhưng chúng ta không có khó chịu như trước đây. Khi hiểu được lý do vì sao mình đau khổ rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được. Thì quý vị thấy, khi mà chúng ta hiểu được nỗi đau khổ đó thì đây chính là một món quà lớn mà cuộc đời đem đến ban tặng cho mình. Thưa quý vị,
Để kết thúc cái buổi giảng hôm nay về cái ngôi nhà của mình, thầy kể quý vị nghe một cái câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế. Lúc bây giờ Đức Phật ở tại nước La Dược Kỳ cùng với là đại chúng tỳ kheo 1250 vị đang trú ở trong núi Kỳ Xào Quật. Thì một hôm nọ, có 50 chàng trai thanh niên, con của những nhà quyền quý ở trong thành La Dược Kỳ, đi đến để đảnh lễ Đức Phật và xin cầu Đức Phật chỉ dạy cho phương pháp làm cho tâm hồn bình yên, xây dựng hạnh phúc ở trong cái ngôi nhà tạm bợ ở thế gian này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cho 50 chàng thanh niên này về giáo lý vô thường, khổ và vô ngã. Đây là một cái bài pháp đặc biệt để Đức Phật chỉ rõ ra rằng thực trạng của cuộc sống là như thế. Mọi thú vui của thế gian thực ra chỉ là mộng ảo, nó không có thực, nó thoáng thôi. Xong rồi chúng ta cũng phải đối diện với thực tại. Mọi cái niềm vui của cuộc đời này nó cũng chỉ chóng vánh. Thí dụ chúng ta gặp người chúng ta thích, chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà liệu người đó có chịu ở bên cạnh mình không? Rồi khi bên cạnh mình, liệu người đó có chịu ý mình không? Rồi khi họ chịu ý mình thì thời gian bao lâu? Hay rồi lại tình vụt bay xa? Đức Phật nói rất là rõ về cái sự chia ly này. Cho nên sống trong vinh hoa phú quý, rồi một ngày kia cũng phải đối diện với tử biệt sanh ly, vô thường tan tóc. Chỉ có người mà tự tạo cho mình sự bình yên ở trong tâm, đó được gọi là niết bàn vĩnh hằng, tức là an lạc vĩnh cửu cho chúng ta. Quý vị biết khi nghe pháp xong, 50 chàng thanh niên này đều đồng loạt quỳ xuống xin xuất gia. Vì họ thấy thế gian là tạm bợ, tài sản cũng không chắc, rồi gia đình lớn lên rồi có con có cái có vợ cũng không bền không chắc, rồi một ngày kia cũng bệnh tật rồi cũng chết, cho nên tất cả đều buông hết. Buông hết rồi 50 chàng thanh niên này cảm thấy cuộc đời quá là vô thường giả tạm, đồng loạt quỳ xuống xin xuất gia, trở thành một cái giống như là một cái tiếng vang lớn ở trong thành La Dược Kỳ. Tại vì đây là 50 công tử, vương tôn công tử, con của nhà quyền quý và đại phú hộ ở trong thành. Tương lai của 50 thanh niên này rất rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống. Mà quý vị biết người Ấn Độ ngày xưa họ cao to, họ khỏe mạnh, họ đẹp người, mà đồng loạt sinh xuất gia, đây là một sự kiện lớn. Ví dụ như già già rồi xuất gia không nói gì, nhưng mà trẻ trẻ 18, 19, 20 tuổi xuất gia, quý vị thấy không? Đây là một cái bứt phá lớn mà. Giống như mấy đứa con dám xuất gia không? Con dám, nhưng mà đợi thời gian nữa phải không con? Con dám xuất gia không? Dạ. Cả hai là sao? Tức là vừa thích xuất gia mà vừa thích tại gia. Thầy nghĩ con thích xuất gia nhiều hơn xuất gia. Thêm cái dấu sắc là đời con đen như mõm chó mực nữa nha con. Thanh niên vậy đó mà đi xuất gia là cả một vấn đề lớn. Tại vì tràn đầy tuổi xuân mộng mơ mà. Khi người ta khép lại tất cả những ước mơ đó, tuổi thanh xuân người ta dừng lại. Quý vị biết đó là một chuyện lớn, không phải đơn giản đâu. Một cái sự cố gắng rất là lớn, nỗ lực rất là lớn. Mấy đứa con từng trải qua tuổi thanh xuân, mấy đứa con biết rồi đó, đâu phải dễ. Đi ra đường thì phải đi kiểu gì, ăn mặc kiểu gì, rồi gặp ai, gặp người khác phái như thế nào đó, phải không? Rồi làm sao để cho mình bình yên mà người đó cũng bình yên. Trời, có nhiều chiêu lắm. Bỗng dưng 50 chàng thanh niên con nhà quý tộc này xuất gia, trở thành một cái tiếng vang lớn trong thành La Duyệt Kỳ lúc bấy giờ. Thì Đức Phật chấp nhận cho 50 chàng thanh niên này xuất gia. Thì sau khi 50 thanh niên này xuất gia thì bạn bè quyến thuộc bắt đầu đi tới thăm, nghe tin, rồi đâu can thiệp kịp, về xuất gia cạo đầu trọc lóc rồi. Tại vì hồi đó chấp nhận mấy người này trên 18 tuổi mà, Đức Phật chấp nhận cho nên không có ý kiến của cha mẹ. Không cần ý kiến cha mẹ, bây giờ cũng vậy. Dưới 18 tuổi thì cha mẹ phải ký tờ giấy nha, mới nhận được, chứ còn không ký rồi mấy bố ta nói mình dụ con người ta đi tu. Thì bắt đầu bạn bè quyến thuộc của các của 50 vị sa môn tuổi trẻ này nghe tin, bắt đầu
đi tới thăm viếng, nhưng mà họ vui lắm. Hầu như là họ rất hoan hỷ với là quyết định của 50 vị sa môn này. Họ đi đến họ thăm viếng, họ chúc mừng, họ cho rằng những người này là những người có chí khí rất là mạnh mẽ. Thì họ tới, họ chúc mừng xong, họ phát tâm thiết lễ trai đàn, cúng dường Đức Phật và chúng tăng xuyên suốt như vậy. Thì quý vị biết, họ tổ chức những cái lễ rất là lớn, họ đi thăm, đi viếng và cúng dường. Thì chư tăng cũng đi, đi đến đó để mà tham dự. Họ không có cúng dường ở tại tinh xá, mà họ tổ chức ở một cái nơi lớn, rộng lớn hơn. Thì khi Đức Phật dẫn chư tăng đi tới thọ trai, thì 50 thầy tỳ kheo trẻ tuổi này, 50 vị sa môn này, khi gặp lại quyến thuộc của mình vui quá, và bỗng dưng thối tâm muốn quay trở về đời sống thế tục. Đó. Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành, phải không con? Con đó là muốn cả hai, là câu này đúng lắm á. Thì 50 vị sa môn này thối tâm, không có muốn tu nữa mà quyến luyến thế gian, muốn quay trở về nhà. Thì Đức Phật hiểu được cái tâm lý của 50 thầy này, hiểu được cái tâm lý đó, cho nên Đức Phật bèn dẫn các vị sa môn này ra khỏi cổng thành. Thì trên đường đi, thì thấy có một cái ao dơ lắm, bùn không, nhưng mà trong ao đó có rất nhiều hoa sen, nó vươn lên từ ở trong bùn, màu sắc rất là đẹp và tỏa hương thơm, nó át cả những cái mùi của bùn. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đi ngang đó mới nói như thế này: giữa đống bùn bẩn thỉu vất bỏ bên đường hoang, hoa sen thơm ngào ngạt đẹp lòng khách qua đàn, cũng vậy giữa nhân gian ngập tràn rác trần thế, đệ tử bậc chánh giác soi sáng khắp quần mê. Đức Phật nói bài kệ đó để cảnh tỉnh cho 50 cái thầy mới xuất gia đây. Ví như là những đóa sen vươn lên từ bùn và mùi thơm đó nó át cả bùn, cũng vậy người xuất gia đệ tử của Đức Phật là những người làm đẹp cho cuộc đời. Giữa đống rác bẩn thỉu của thế gian, tâm niệm chân chánh của người xuất gia, từ bi trí tuệ vì lợi ích cho số đông, cho con người, đó chính là những đóa sen, những tặng phẩm của cuộc đời. Thì khi trở về tinh xá, thì tôn giả A Nan mới quỳ xuống bạch với Đức Phật như thế này là: kính bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi lúc đi ngang cái ao sen mà bùng lầy đó, con có nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ như thế nhưng mà con không có hiểu, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói, hỏi A Nan vậy chứ lúc mà thầy đi ngang cái ao bùng đó, thầy có thấy hoa sen nở lên không? Thầy có thấy hoa sen vươn lên từ cái đống bùng nhơ nhớp đó không? Tôn giả A Nan mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật mới nói: này A Nan, đời người sống ở thế gian dài lắm cũng chỉ là 100 năm. Dù sống thọ hay chết yểu cũng không thể thoát khỏi những cảnh ân ái buộc ràng của chồng, của vợ. Không thể thoát khỏi cái no, cái đói, cái nóng, cái lạnh. Không thể thoát khỏi sự trói chặt của cái vui, cái buồn. Tất cả những thứ đó nó cột chặt con người giống như cái đám bùn kia bám chặt lấy gốc của cây sen. Tuy vậy, đột nhiên có một người nhận ra đời là vô thường, phát tâm thoát ly những cái cảnh khổ đau đó và học chánh niệm, tu tập để đoạn trừ khổ đau, chứng đắc được quả, thì cũng giống như những cây sen này thoát khỏi sự buộc ràng chằng chịt của bùn nhơ, vươn lên từ bùn đó và có những đóa sen tươi thắm, làm thơm, làm đẹp cho cuộc đời. Người đắc đạo rồi cũng sẽ trở về hóa độ cho người thân của mình đang khổ đau ở trong cuộc đời.
tất cả chúng sanh đều nương đó mà giải thoát, tỏa ngát hương thơm, xua tan phiền muộn. Nghe Đức Phật nói đến đây xong, 50 vị sa môn đó phát tâm chân chánh, giữ kiên định tâm và chứng đắc A-la-hán ngay khi Đức Phật vừa nói xong. Quý vị thấy, qua cái câu chuyện này, chúng ta hiểu được rằng ngôi nhà bình yên không phải do người khác tạo ra. Chính mình muốn tạo ra, mình phải nhận diện cho được đau khổ, phải không quý vị? Khi nhận diện được đau khổ, chúng ta sẽ hiểu được nỗi đau khổ đó như thế nào, thì chúng ta sẽ thương yêu người thân mình một cách đúng chánh pháp, và cũng yêu thương bản thân mình một cách đúng chính pháp. Nếu làm được như vậy, chúng ta đã xây dựng được ngôi nhà tình cảm, tâm linh bình yên với bên cạnh người thân của mình mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Đó chính là ngôi nhà không có rỗng tình, mà ngôi nhà chỉ có chân tình của người học Phật. Đó mới là ngôi nhà đích thực của mình, ở đây, ngay chỗ này, và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta và người thân cũng được quyền sống trong ngôi nhà bình yên đó, để mỗi ngày chúng ta không có bận lòng khi gọi: mình ơi, nhà của tôi ơi. Rồi, tới đây kết thúc. Quý vị có thắc mắc cái gì không? Hồi nãy chúng tôi có nói tới cái vấn đề rỗng tình đó, là tại vì đây là một cái quan niệm mới của con người sống. Tức là sống chỉ đòi hỏi, thì đòi hỏi cái đó mà không có cái tình cảm chân thật của con người, hay nói đơn giản tức là không có cái từ bi, không có tình yêu, thì cái đó gọi là rỗng tình. Chẳng qua chỉ là trao đổi, chẳng qua chỉ là bản năng thôi, thì nó là nguồn gốc của đau khổ. Những cái căn nhà mà được xây dựng bằng rỗng tình, những mối quan hệ mà trao đổi với nhau bằng rỗng tình, đó là những căn nhà đầy địa ngục khổ đau, và những mối tình đó sẽ đầy những cố chấp, tham lam và đau khổ. Và cái đau khổ nó khó mà có thể điều phục được trong cái cuộc sống này. Cho nên rỗng tình không được chấp nhận đối với lại người học Phật, mà chúng ta phải sống bằng trái tim yêu thương của Phật giáo. Ở đây thầy xin nói thêm một điều nữa về vấn đề quán chiếu. Quán chiếu chúng ta cần phải dùng cái tâm bình đẳng để chúng ta nhìn cái sự thật đang chi phối cuộc sống mình. Sự thật đó là vui hay là không vui, là hạnh phúc hay là gian dối. Chúng ta phải nhìn một cách khách quan, không có thiên lệch, thì chúng ta mới có thể nhận diện ra được mình đau khổ bởi cái gì. Từ trước tới giờ chúng ta nhìn bằng cái tư kiến, tức là cái thiên kiến, tức là cái quan điểm cá nhân của mình, cái lệch lạc. Khi mình thương thì mình nhìn khác, khi mình ghét mình nhìn khác, phải không quý vị? Bây giờ mình nhìn một cách trung thực, để chúng ta mới nhận ra được mình khổ vì cái gì, thì chúng ta mới có cơ hội giải trừ khổ đau. Giống như đi chẩn đoán bệnh vậy đó, chúng ta phải đi tới những cái vị bác sĩ mà họ không có bị ảnh hưởng cái gì hết, họ chẩn đoán cho mình một cách khách quan, thì họ sẽ phát hiện ra được bệnh của mình. Phát hiện đúng bệnh thì mới chữa hết bệnh, còn không đúng bệnh thì không cách nào mà chữa hết. Mà khổ nhất là uống lộn thuốc nha quý vị, bệnh này mà uống thuốc kia thì chết luôn. Khi mà nhận ra được cái nỗi khổ của mình á, chúng ta sẽ có cơ hội giải trừ. Ở đây thầy muốn góp ý thêm vấn đề nhận thức thực tại, nhưng mà chúng ta nhận thức bởi một chiều hướng tốt. Chúng ta có thể thấy những cái xấu, chúng ta có thể thấy những cái nó không hay, nhưng chúng ta đừng có lưu những cái không hay, những cái tốt đó, để rồi tâm của chúng ta nó bị lệch đi, cái đó nó bị tác động nhiều. Tại vì có nhiều cái chúng ta thấy thật nó phũ phàng, nó ghê lắm quý vị. Cho nên thôi, thấy thiệt cũng để thấy cho biết, chứ đừng có lưu lại trong lòng, rồi nó cản trở mình, nó làm cho tâm của mình nó dao động, là bị thiên lệch đi, nó không còn khách quan để nhận ra được cái nỗi khổ của cuộc đời mình nữa. Xin chúc quý vị xây dựng được cái ngôi nhà đích thực cho mình, để mình sống bình an. A Di Đà Phật.